Để các bạn đợi lâu rồi, nghe kể truyện ma đêm khuya xin cáo lỗi cùng các bạn bằng câu chuyện ma Quỷ Hô Bắt Quỷ quyển 4 tập 1, tác giả Ba Ngày Ngủ Hai. Truyện được thể hiện qua giọng đọc Hoài Quang. Kỳ tích có tồn tại, nhưng xác suất cũng giống như trúng vé số giải độc đắc vậy. Bi kịch cũng tồn tại, nhưng tần suất cứ tới tấp như tin nhắn quảng cáo. Ba Ngày Ngủ Hai ngữ lục. Ta nói nè, ngươi đã trùm xong chưa? Có biết cái gì gọi là mất mặt hay không vậy? Miêu Gia đang đeo đồ che mắt và nằm thoải mái trên một chỗ trong khoang hạng nhất. Dương Hữu bất mãn nói: "Hơ, sao ngươi nhắm mắt mà cũng biết ta đang trùm vậy?" Nói giảm, cả giọng nói ngươi cũng đang trùm kìa. Nếu ngươi sợ đi máy bay thì cứ mua vé xe lửa không phải tốt hơn sao? Vừa mới bay thì trên ư như đàn bà vậy, bây giờ ở trên trời để trùm chảy. Thật uổng công, ngươi là người sân quỷ đó. Giọng của Dương Hữu vẫn trùm như trước. Đây là lần đầu ta đi máy bay bộ. Ta đâu có biết nó lại đáng sợ vậy. Lúc mới bay, lỗ tai của ta đau cực kỳ luôn. Trên vài tiếng không được hả? Vé hạng thương gia là ta mua. Nè còn nữa, ông đây á, chưa ra sân còn 100.000 chữ nữa nha. Rõ ràng ta là nhân vật chính mà. Ngươi quá hung hăng rồi đó. Miêu Gia đáp lời với vẻ không kiên nhẫn. Là hay cái gì đó? Nếu không có ta thì ngươi có thể kiếm được một khoản tiền thưởng 500.000 hả? Không phải chỉ là một cái vé máy bay thôi sao? Ngươi có biết ta giúp ngươi mua bảo hiểm nhân thọ tốn kém bao nhiêu không? Ngươi nói vậy mà không biết xấu hổ hả? Ngươi cá độ cuộc thi đánh giá linh mới thắng được bao nhiêu, kiểu gì cũng phải chia cho ta một ít chứ. Khóe miệng Miêu Cha nở nụ cười lạnh. Ta định chia cho ngươi một tí, nhưng mà ngươi còn nợ ta hơi nhiều đó nha. Cho nên á, ta đã bù trừ rồi. Nè, ta nợ ngươi bao nhiêu hay là bù trừ bao nhiêu á, đều nằm trong cuốn sổ đen trong lòng ngươi. Ngay đến quyền biết ơn á, ta cũng không có nữa là. Hoàn toàn chính xác. Viên Hữu thôi trùm trẩy. Nè tiếp viên ơi, ngươi ném cái người này xuống được không vậy? Việc hai người hát tướng thành đã khiến người nào đó bất mãn. Vị này cũng là bạn cũ của Dương Hữu. Còn nhớ trong buổi tối giết người sói, hắn vô cùng vui vẻ tham gia trò chơi 4 người Square. Sau khi vụ quỷ ra thì Tề Băng đã cho hắn một lá bùa rời khỏi quỷ cảnh. Chuyện trải qua buổi tối hôm đó làm cho trái tim yếu ớt của bạn William chịu đựng đả kích cực lớn. Kể đó nghỉ ở nhà cả tháng trời. Hôm nay may mắn sao hắn chợt nghĩ tới việc đi giải sầu ở Tô Châu. Thế là vị thế tổ này đương nhiên ngồi ghế hạng nhất. Chỉ có điều hắn không thể nào ngờ ở khoang hạng nhất còn có mấy cái gã ngồi lải nhải. Lúc này hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn đứng bật dậy, bước nhanh đến chỗ ngồi của Miêu Gia và Dương Hữu. Lăn tăn cái gì vậy? Ở đây là khoang hạng nhất, các người có thấy phiền không hả? Làm cho bổn thiếu gia thấy đau đầu muốn chết à? Miêu Gia cởi bỏ đồ che mắt, sau đó cùng Dương Hữu ngẩng đầu nhìn người quen trước mắt. Ban đầu ánh mắt bọn họ rất thân thiện, nhưng mà sau 2 giây ngắn ngủi, ánh mắt cả hai trở nên hèn mọn, bỉ ổi và tà ác. William không biết Miêu Gia, nhưng mà khi hắn thấy Dương Hữu thì liền hối hận. Từ ngày hắn bị Dương Hữu cho ăn đòn trở đi thì hắn đã nhận định cái gã này là một tệ xã hội đen rất có bối cảnh. Nói thế nào thì hắn vẫn là con trai của phó cục trưởng. Sự tích diệt ngục nhiều lần của Dương Hữu về sau hắn cũng được biết. Lạ là lần nào lần đấy đều bình yên vô sự. Đó không phải dựa vào bối cảnh thì là gì? Đánh thì đánh không lại, sau màn thì không mạnh bằng người ta. Gần như ngay lúc vừa nói ra, William đã hối hận. Bạn đọc, qua đây nói chuyện chút xíu đi. Dương Hữu quàng vai bá cổ William ngồi xuống bên cạnh mình. Ghế trống trong khoang hạng nhất còn nhiều hơn là ghế có người ngồi. Hắn ngồi giữa Dương Hữu và Miêu Gia nên mồ hôi lạnh đã chảy đầy người. Người làm gì đó? Cha ta là phó. Tay Miêu Gia cũng đặt trên lưng William. Hắn trực tiếp ngắt lời. Nè, bọn ta không tránh để biết cha ngươi làm cái gì kia chưa. Chẳng qua ta có thể báo cho ngươi một chuyện. Hắn chỉ vào Dương Hữu rồi nói, hắn ta là Tôn Ngộ Không đó. Sau đó cười nói, còn ta là thầy tướng số. Vẻ mặt của William nhanh chóng cứng đờ, trong đầu xuất hiện rất nhiều hồi ức không tốt. Dương Hữu lại nói, hôm nay cảnh sát trưởng Hắc Miêu không có đi, hắn nhờ ta chuyển tới ngươi một câu nói rằng hắn rất nhớ người đó, muốn cùng với ngươi chơi một trò chơi. Lần này giọng của William trùng dư xuống mấy. Các người muốn làm gì? Hai người anh hùng bảo vệ hòa bình thế giới thoáng trao đổi ánh mắt dâm đảng. Sau đó Dương Hữu tiếp tục nói, chúng ta cũng đi du lịch Tô Châu, tiếc là trên người không có mang theo nhiều tiền mặt. Không ngờ nha, lại gặp đại gia như người ở đây á. Những thứ như là ăn cơm nè, rồi dừng chân, giải trí, hay là mấy cô gái á, chi bằng ngươi hãy bao tạm đôi phần hen. William gian nan nuốt nước miếng. Tuyệt đối không có vấn đề. Đây chỉ là chút lòng thành thôi. Mọi người đều là huynh đệ tốt mà. Thật ra ta kính ngưỡng hai vị như là trường giang cuồn cuộn liên miên không có đứt vậy á. Hắn còn chưa nói xong, Miêu Gia lại ngắt lời, ngươi có thể trở về chỗ của mình, lúc xuống máy bay chúng ta sẽ đến tìm ngươi. Đi đi. William chán chường về chỗ. Lúc này hắn rất muốn nói, nè tiếp viên, cho ta mượn dù để nhảy khỏi đây được không vậy? Xin các vị hành khách lưu ý, mục đích của chuyến bay lần này. Tiếng nói tự loa vọng ra. Thế là chuyến bay ngắn ngủi coi như đã kết thúc. Lúc hạ cánh, Dương Hữu lại hét to lần nữa. Miêu Gia lại nhận lấy ánh mắt khinh bỉ hành khách. Bọn họ một trái một phải kẹp William xuống máy bay. Tất cả hành lý đều do hắn xách. Xem ra cái gã coi tiền như rác này chắc chắn phải chịu cảnh mời khách rồi đây. Điều mà bọn họ không ngờ đến là lại có người đến đón bằng cách giơ một tấm bảng lớn, trên đó có viết Dương Hữu, Cổ Trần. Mới đầu Dương Hữu tưởng rằng là Thủy Anh Giao, sau đó lại bị Miêu Gia sỉ giả. Làm gì có người nào trước lúc quyết đấu lại đặc biệt đi tới đón người vậy? Đương nhiên không gặp mặt trước khi quyết đấu vẫn tốt hơn. Hai người đến gần ngắm nghía, lại tiếp tục bất ngờ khi người tới đón là đại mỹ nữ Ninh Phong. Tuy William lão đệ là người từng trải, nhưng lúc này hắn mới biết được cái gì là nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Ánh mắt ấy vừa lướt qua, cả người hắn muốn đứng cũng không đứng được. Đây là hai câu trong bài Giai Nhân Ca. Tương truyền là của Lý Diên Niên, nhưng cũng có thể là một bài dân ca do Lý Diên Niên sưu tập. Về sau, người ta hay dùng khuynh quốc khuynh thành từ bài ca này để diễn tả vẻ đẹp của người phụ nữ. Không ngờ mới đó đã gặp lại rồi. Tuy nhiên, ta vẫn xin thành minh trước, mặc dù đây là địa bàn của ngươi, nhưng muốn hẹn ta cũng không thể được. Ninh Phong thật không muốn nói chuyện này với cái loại người không mặt không da như Dương Hữu, chỉ đành chép miệng cho xong. Vậy thì thật đáng thất vọng đó. Bây giờ trí tuệ của William đã hạ xuống không điểm. Hắn hoàn toàn không nghe thấy ý châm biếm trong câu nói này. Thế nên hắn nhìn Dương Hữu bằng ánh mắt khâm phục. Quá trà, cái thằng nhóc nhà ngươi đối với Thượng Linh Tuyết là tình sâu như biển, không chết không ngừng. Ngay cả mỹ nữ như vậy cũng từ chối được. Ta tận đáy lòng xin gọi ngươi một tiếng là ông anh thuần khiết đó. Sao lại không thấy thằng nhóc Đoạn Phi kia? Hắn không dám gặp ta sao? Miêu Gia hỏi. Đệ đệ của ta có nhiệm vụ quan trọng, cần phải rời khỏi Tô Châu. Thế nhưng hắn chắc chắn sẽ về xem trận quyết đấu của ngươi. Ông chú cầm bạn đứng bên cạnh bắt đầu đằng hắn như sợ sự tồn tại của mình bị coi nhẹ. Ninh Phong lè lưỡi. Để ta giới thiệu một chút. Đây là cậu của ta, Hình Ngọ Dương. Hắn một mực muốn đến xem thử người nổi tiếng Miêu Gia của thành phố S trông như thế nào, có phải ba đầu sáu tay hay không. Hình Ngọ Dương bước tới bắt tay Miêu Gia rồi nói, còn bên này hơn 20 tuổi mà vẫn không có hiểu chuyện gì hết trơn rồi. Mấy ngày trước vì người quan tâm nhiều rồi. Miêu Gia cười gật đầu. Khách sáo quá, khách sáo. Đó là việc nên làm thôi mà, việc nên làm. Câu trả lời của hắn quả thật rất vô sĩ. Vị này chắc là Dương Hữu, quán quân của cuộc thi đánh giá linh mới lần này phải không? Chà, thiệt là anh hùng xuất thiếu niên. Linh thức cỡ đầy cũng rất lợi hại đó nghe. Hình Ngọ Dương vừa nói vừa vỗ vai Dương Hữu. Vì muốn làm quen, hắn lại có thể khen ngợi linh thức của Dương Hữu. Trong mắt Miêu Gia, câu này dù là nghĩ một đằng nói một nẻo cũng lỗ hơi quá. William vẫn nhìn Ninh Phong bằng bộ mặt đờ đẫn. Mới rồi bộ dạng mỹ nữ lè lưỡi rất đáng yêu, rất động lòng người, như là chim sa cá lặn. Giờ này hắn vẫn không thể tỉnh lại. Mãi cho đến khi Hình Ngọ Dương che khuất tầm mắt của hắn, sau đó nhìn người không có linh thức là hắn và hỏi. Vị này chính là... Lông mày của Dương Hữu dựng lên. 10 phần đắc ý quàng vai gã công tử, coi tiền như trác. Vị này rất lợi hại đó nghe. Thậm chí nổi danh thế giới như là Chino vậy. Biệt danh của hắn là thẻ tín dụng. Danh xưng là có thẻ trong tay quét ngang toàn cầu. William lão đệ. Thì ra là William lão đệ. Lại đói các vị mới tới Tô Châu. Bọn ta cũng nên làm hết vai trò chủ nhà. Được rồi, tối đây chủ nhà có làm sẵn tiệc tẩy trần. Hai vị nhất định phải nể mặt đó nghe chưa? Mắt hai người lập lòe ánh sáng, khí khái đủ 10. Sau đó trăm miệng một lời. Có cơm chùa, không có sáo nữa. Ngày hôm nay trôi qua rất nhanh. Đến 3 giờ chiều, Dương Hữu và Miêu Gia xuống máy bay, tìm khách sạn, cất hành lý, cứ vội vội vàng vàng như là ngựa không dừng gió. Ngoảnh lại thì trời đã tối đen. Cho dù Ninh Phong và Hình Ngọ Dương lái xe đưa bọn họ đi, nhưng mà hai người vẫn mệt gần chết. William trực tiếp bị bọn họ ném lại tại khách sạn để chịu trách nhiệm thanh toán các loại chi phí. Trên đường đi, Hình Ngọ Dương hỏi bọn họ, rốt cuộc William là ai? Hai người liền trả lời qua loa rằng hắn chỉ là một người bạn thông thường và lừa gạt được Hình Ngọ Dương. Mà trong lòng Ninh Phong lại hiểu hai chị này nếu không dùng thủ đoạn bắt cóc thì cũng là dơ chét. Dù sao cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Đến khoảng 7 giờ tối hôm đó, hai người đến trước cửa nhà họ Ninh. Tòa nhà trước mắt chỉ có thể dùng một từ, nhìn không thấu, để hình dung. Bởi vì thứ xuất hiện trong tầm mắt bọn họ không còn là nhà, mà là một tòa núi. Dương Hữu hỏi, chà, ở đây đều là nhà của các ngươi hả? Ninh Phong nói như lẽ tất nhiên. Đúng, sao vậy? Với cái loại người lấy trạch nam làm lẽ sống như Dương Hữu, rất khó có thể tưởng tượng một gia đình sao cần phải ở một nơi to lớn như vậy. Ở đây có núi, có sông, nhà cửa san sát vô rừng. Phong cảnh như là một bức tranh vậy, phương tiện thì đầy đủ. Nếu nói là một làng du lịch, có lẽ hắn sẽ tin. Miêu Gia chỉ tỏ trả lời đến. Nhà họ Ninh vốn làm trong ngành bất động sản và căn cơ ở Tô Châu rất vững chắc. Nếu muốn tìm hiểu lịch sử của bọn quyền thế này thì phải tra lại lịch sử từ vài trăm năm trước. Chính điều đó khiến gia đình bọn họ có rất nhiều thân thích, quản gia, người hầu. Quy mô cỡ này cũng không có gì đáng để ngạc nhiên. Men theo đường mòn, coi như hai người được trang bị thêm kiến thức về cái gọi là tài đại khí thô. Ở khắp xung quanh toàn là biệt thự kiểu kinh điển châu Âu. Thường thường lại xuất hiện một kiến trúc kiểu cổ điển Trung Hoa, làm cho người ngoài cảm thấy như sai loạn thời không. Những tòa nhà này không mấy phù hợp với cảnh sắc sông núi xinh đẹp bên ngoài, cho nên đã tạo ra phong vị rất đặc biệt. Trong lúc Dương Hữu và Miêu Gia tưởng tượng bữa tiệc tẩy trần tối nay nó lớn cỡ nào, Ninh Thiên Đức, gia chủ nhà họ Ninh và cũng là cha của Ninh Phong, đã xếp xong tiệc hồng môn để chờ bọn họ tới. Lại nói đến chuyện không ai biết hắn chuẩn bị những gì trong bữa cơm này. Dù sao vẫn không có ý tốt. Đương nhiên rồi, những trò như là hạ độc hay là bỏ thuốc sổ là chuyện hắn khinh thường. Cho nên hắn cùng lắm chỉ là mượn cơ hội lập quy, hoặc có là khiến Dương Hữu và Miêu Gia xấu mặt thôi. Sở dĩ hắn làm vậy cũng có nguyên do riêng. Đầu tiên, nhà họ Ninh có điều gì hết sức quan trọng trong giới săn quỷ ở Tô Châu, và xưa nay đều có nhân tài tầng tầng lớp lớp, đồng đạo gặp người nhà họ Ninh ít nhiều phải nể mặt. Mà người phụ trách cao nhất thành phố với danh hiệu Thiên Phong cũng do người nhà họ Ninh đảm đương. Nói tới đây, vấn đề liền nổi lên mặt nước. Thủy Anh Giao là người thế nào? Nhà họ Thủy thần bí kia đã sớm sa sút nhiều năm trước. Tuy nói là vài năm trở lại đây xuất hiện thiên tài hạng siêu như là Thủy Dân Cô, nhưng mà cũng thuộc loại con cháu đơn bạc, trong bộ dạng rất khó có ngày Đông Sơn tái khởi. Vốn tưởng Thủy Anh Giao sống rất tốt ở thành phố S. Sau khi Phó Định An chết, mọi người đều nghĩ nàng sẽ tiếp nhiệm cái vị trí Miêu Gia. Nào ai biết, đột nhiên nàng viết tới Tô Châu để tạo danh tiếng lớn. Mà trùng hợp là Thiên Phong tiền nhiệm hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Thế là Thủy Anh Giao dựa vào thực lực như là mặt trời ban trưa và công trạng tích lũy để tiếp nhiệm vị trí này. Mới vài ngày trước còn lên làm sở dàn dựng mới nữa chứ. Không thể nghi ngờ gì nữa, một loạt sự kiện như vậy khiến ánh sáng trên đầu nhà họ Đinh tối tăm hẳn đi. Vậy mấy chuyện này nên trách ai? Đáp án đã được miêu tả sinh động, đó là Miêu Gia. Liên quan đến chuyện của Miêu Gia và Thủy Anh Giao, trong giới săn quỷ tồn tại vô số lời đồn với nhiều phiên bản. Trong đó lưu truyền rộng rãi nhất đó là phiên bản bội tình bạc nghĩa. Quần chúng dần dần ưa nhiều chuyện nên rất thích nghe ngóng những cái tin tức như thế này. Mà phiên bản được nhận định là lời đồn chính thức lại có liên quan đến sự kiện Phó Định An. Có vẻ Miêu Gia làm việc không đủ trượng nghĩa, dẫn đến việc Thủy Anh Giao vẫn chịu bỏ đi. Dù sao thì chỉ có vài người biết chân tướng, những người khác chỉ biết đoán mò trong mây mù. Nhưng mà quan hệ mờ ám giữa hai người này lại là thứ chắc chắn có thật. Nói tóm lại, Miêu Gia phải chịu trách nhiệm chính trong việc Thủy Anh Giao đến Tô Châu mà cướp chén cơm của nhà họ Ninh. À, còn một lý do khác nữa. Trong lần đánh giá linh mới 6 năm trước, Đoàn Phi với tư cách người săn quỷ kiệt xuất nhất trong thế hệ tuổi trẻ của nhà họ Ninh, lấy thực lực vượt sang người săn quỷ cùng tuổi để mà đi tham gia cuộc thi. Kết quả ra sao? Hắn gặp một cái gã chưa hề nghe thấy tên tuổi, đó là Ripper Cổ Trần. Sau cùng còn thất bại thảm hại và dâng thành tựu cho người ta nữa. Tất cả mọi chuyện làm Ninh Thiên Đức nảy sinh bất mãn với Miêu Gia. Với tư cách là gia chủ, trên vai Ninh Thiên Đức có trách nhiệm, tư tưởng, có báo thù. Trong lòng có áp lực. Thành ra đã giải quyết một cách ổn thỏa sự khó chịu trong lòng cũng là chuyện tất yếu. Thế là có tiệc hồng môn. Khi Dương Hữu và Miêu Gia đi tới căn nhà chính xa qua như là một cái pháo đài nhỏ, cảnh tượng thì tráng lệ nguy nga, thực sự làm bọn họ có cảm giác được thương mà lo sợ. Giữa phòng khách đặt một tháp champagne, đã có không ít người trong giới săn quỷ Tô Châu đến nơi. Mọi người đều mặc đồ vest, thắt cà vạt hoặc là tham dự với lễ phục. Dường như Ninh Phong không thích những nơi nhiều người, hoặc có thể là vì trong lòng nàng biết cha nàng đang tính toán gì, cho nên nàng nhanh chóng tạm biệt. Công tác giới thiệu Dương Hữu và Miêu Gia tất nhiên do Hình Ngọ Dương thực hiện, song hai người lại chào hỏi Ninh Thiên Đức chẳng mấy lễ phép. Vị gia chủ này hơn 50 tuổi, hình tượng to lớn, nho nhã lễ độ, nhưng mà trước mặt bọn họ thì mặt mũi vẫn chưa đủ lớn. Ninh Thiên Đức vạn lần không ngờ hai người này lại có thể hung hăng càn quấy đến như vậy. Tuy mình không thể tính là đức cao vọng trọng, nhưng tốt xấu gì cũng là thuộc dạng rất có bối phận. Vậy mà bọn này lại không để vào mắt. Xem ra hôm nay không thể không dạy dỗ bọn này. Dựa theo kế hoạch, bước đầu tiên là dựa vào cách ăn mặc của hai vị này. Thực ra Ninh Thiên Đức làm bữa tiệc long trọng như vậy lại cố ý để khách mời ăn mặc chính thống, chỉ với ý định làm Dương Hữu và Miêu Gia dễ bị chú ý một chút. Từ sân bay vội vàng chạy tới, chắc chắn hai người không có thời gian để thay lễ phục và sẽ trúng chiêu. Thế nhưng Ninh Thiên Đức không nhận ra hai người họ bất kể làm gì cũng rất dễ bị chú ý. Thế là hai cái gã ăn mặc vô cùng nhàn nhã sau bàn chào hỏi liền đóng trột nhau tới bàn ăn. Họ dùng rượu champagne vì nước xúc miệng, nhai tôm hùm như là da kẹo xin gom vậy. Thực ra thì bọn họ không có ý bất kính với chủ nhà đâu, bọn họ chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống khi vừa vào nhà này mà thôi, rồi cứ thế mà ăn. Thậm chí trong lòng còn cảm ơn cái lão Ninh vì đã mời khách ăn không uống không. Hai người này cứ ăn như sói nuốt hồ dồ, hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng, nên muốn không gây chú ý cũng khó. Nhìn bọn họ ăn uống không bị cản trở, những người săn quỷ khác bỗng cảm thấy hành vi của mình quá dằn dã. Với lại, mọi người ngày thường đều đánh đánh giết giết, giả giả giờ giờ làm cái người thượng lưu làm gì nữa. Thế nên chuyện ăn mặc không còn làm vấn đề, bởi vì hành vi không kiêng nể của Dương Hữu và Miêu Gia khiến chuyện nhỏ này bị bỏ qua. Khóe miệng Ninh Thiên Đức giật giật hai cái. Hắn quyết định thực hiện bước thứ hai trong kế hoạch. Tiếng chiếc thìa gõ vào ly rượu vang lên hấp dẫn tầm mắt mọi người. Ninh Thiên Đức đứng chính giữa phòng khách rồi nói: "Hôm nay rất cảm ơn quý vị quang lâm hàng xá." Chỉ vài câu khách sáo như vậy, nhưng mà vẫn phải nói. Thậm chí là cả kỳ, nhà của lão được trang hoàng xa hoa hơn nhà nữ hoàng nước Anh thì cũng phải nói là hàng xá. Khi mọi người đang nghe mấy câu thừa, tiếng trột trạc của Dương Hữu và Miêu Gia truyền tới không ngớt. Các bằng hữu cẩn thận chú ý thì có thể thấy gân xanh trên đầu Ninh Thiên Đức đang trung chảy rất có lực. Cuối cùng, hắn nói vào chuyện chính. "Bữa tiệc hôm nay chủ yếu là để tẩy trần cho hai vị đồng đạo đến từ thành phố S. Ta tin rằng mọi người đã từng nghe nói của hai vị này. Họ chính là người phụ trách cao nhất của thành phố S, Miêu Gia, cùng với đó là quán quân của cuộc thi đánh giá linh mới năm nay, Quỷ Cốc Tử Dương Hữu." Câu này của hắn không được bao nhiêu hưởng ứng, bởi vì hai người này sớm đã thành tiêu điểm. Những người không biết bọn họ hỏi thăm người bên cạnh cũng đã biết. Hai vị này đều là cao thủ trẻ tuổi của giới săn quỷ, có thể nói tiền đồ của họ không thể hạn lượng được. Người trẻ tuổi mà đã có thành tựu vậy, quả thiệt làm cho giới săn quỷ Tô Châu hay cảm thấy xấu cái hổ quá đi. Câu này của hắn khiến hai người đối lập với cả giới săn quỷ Tô Châu có thể nói là cực kỳ cay độc. Nói đến đây, lại thấy Dương Hữu hét to một tiếng rồi xông lên siết cổ Miêu Gia, trong khi một tay khác giữ chặt tay đối phương. Trên cánh tay đó là một chiếc đùi gà chấm muối trứng cá. "Nè, ta canh cả buổi sao lại để người dễ dàng cướp được vậy?" Mặt Dương Hữu đỏ rực, coi bộ hơi yếu thế hơn về sức mạnh. "Bởi vậy người quá ngây thơ thôi, mới để cho ta cướp được đó." Miêu Gia cố gắng đẩy đùi gà vào trong miệng rồi dai ngồm ngoàm. Hai người họ ngã xuống đất rồi lại đổi tư thế. "Cái lão Định đang giới thiệu ngươi kìa, bây giờ không phải lúc ăn đâu. Ngươi không nên ra vẻ ta đây nữa, mau đi chào hỏi mọi người đi, đưa ta ăn cho." "Nhưng mà ta nghe thấy hắn đang giới thiệu ngươi đó, quán quân của đại gia linh mới. Bây giờ không phải lúc giành đùi gà với ta đâu, ngươi mau tới đó đi, để ta ăn." Chà chà, lúc này nên nói không khí toàn trường thế nào đây? Đúng là xấu hổ đến toát mồ hôi. Cùng thở chung không khí với hai cái gã như thế đã đủ để người ta xấu hổ đến toát mồ hôi rồi. Khi Dương Hữu và Miêu Gia ra khỏi nhà họ Đinh, cân nặng của bọn họ gần như đã tăng thêm 1/3. Không ai biết bọn họ làm cách nào để có thể nhét nhiều thức ăn đến như vậy vào bụng. Tóm lại, bọn họ đã làm được rồi. Kế hoạch ban đầu của Ninh Thiên Đức là mời vài nhân vật hung ác bàn luận với bọn họ vào cuối buổi tiệc. Nhưng mà kế hoạch này không thể không tuyên bố phá sản, bởi vì điều đó không được hợp lý. Bất kỳ ai cũng không muốn so chiêu với hai kẻ đã ăn nhiều như thế. Chẳng may bạn đánh tới một quyền mà vị trí đánh trúng không có được chuẩn, rất có thể hắn sẽ nôn đầy mặt bạn cho mà coi. Thế là bọn họ hết sức vui vẻ trở về khách sạn. Lúc đi chỉ để lại một câu: "Cảm ơn vì đã chịu đãi nghe." Tất cả đều là tác phong ăn chùa chuyên nghiệp. Phóng chừng nếu bọn họ hung hăng nói luôn câu "ta vẫn còn hơi đói" thì chắc chắn Ninh Thiên Đức sẽ lên tăng xong mất thôi. 11 giờ tối, bọn họ về tới khách sạn. Thế là cả hai ai nấy về phòng, sau đó tắm rửa ngủ nghỉ. nhưng mà đến khoảng 1 giờ khuya, cửa phòng Dương Hữu bị gõ cửa. Tiếng gõ cửa rất có tiết tấu, song lại không to lắm, chẳng giống cái kiểu vừa gõ vừa kêu cửa cho lắm. Lúc này Dương Hữu vừa ngủ được một tiếng nên cảm thấy rất khó chịu khi bị phá bỉnh. Trong lòng vừa nghĩ, đây quả là cái trò đùa của Miêu Gia rồi. Vừa hô to với trẻ không kiên nhẫn. Đến ngay đây! Ai vậy? Hắn dụi mắt, ngồi dậy sờ công tắc đèn rồi nhấn xuống. Tuy đèn không có phản ứng, nhưng cảm giác trùng mình kéo tới khiến hắn giật nảy mình. Nhờ vậy mà đầu óc cũng tỉnh táo không ít. Mẹ kiếp! Chẳng lẽ là... Trong lòng hắn nói thầm. Phán đoán của hắn rất chính xác. Đây đúng là chuyện ma quái. Phải nói Dương Hữu cũng đã gặp qua không ít quỷ. Có điều hắn lại không tinh thông kinh Phật hay đạo thuật như Tề Băng, không thuần thục kỹ xảo bắt quỷ như các nhân sĩ thâm niên. Đến nay, hắn vẫn như kẻ mù đi loạn, giỏi lắm chỉ giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực. Có thể nói là làm thì nhiều, nhưng công lao thì ít. Đương nhiên lần này cũng như vậy. Phương pháp xử lý Dương Hữu vừa nghĩ ra rất đơn giản, chỉ việc xông tới, mở cửa. Dù sao, linh thức của ông đây cũng đủ dùng. Người dám cắn ta, ta xé cầm ngươi. Người dám déo ta, ta bứt cánh tay ngươi. Hắn nghĩ đến đây thì đã mò mẫm tới cửa phòng. Một tay chụp được tay nắm cửa, tay kia nắm thành quả đấm. Mở cửa ra, không thấy một bóng người nào. Tuy không có quỷ hồn, nhưng cảm giác trùng mình vẫn không biến mất. Điều này nói rõ quỷ cảnh vẫn còn. Dương Hữu thò đầu nhìn xung quanh một chút thì thấy phần lớn hành lang đều tối om như mực. Mỗi 10 mét mới có một chiếc đèn nhỏ mờ ảo. Đương nhiên không phải do khách sạn muốn tiết kiệm tiền điện buổi tối. Dù sao thì khách sạn này là khách sạn 4 sao. Rõ ràng con quỷ vẫn muốn chơi tiếp. Dương Hữu mặc đồ ngủ đi vào hành lang. Khí trời tháng 1 tương đối lạnh, nhưng hình như hệ thống sưởi ấm của khách sạn không có tác dụng trong quỷ cảnh. Dương Hữu thấy lạnh, thế là quyết định về phòng mặc thêm đồ. Vừa quay đầu, một đôi tay lạnh lẽo ngoài hành lang chụp lấy tay hắn. Cú chụp này dọa hắn không ít, thậm chí da đầu cũng nổi lên. Cho dù là người có gan to, nhưng bị dọa như thế cũng không chịu nổi. Phần vì đây là phản ứng bản năng của não người. Có điều con người trong lúc này phản ứng không giống nhau. Có người sẽ hét to, có người thì hôn mê, có người thì mặc dù không mất ý thức nhưng lại bị thất cấm, tức là mất tự chủ bản thân, không điều khiển được chuyện tiểu tiện hay đại tiện. Dương Hữu lại không thuộc vào các loại phản ứng trên. Trong lòng hắn vừa kinh, nắm đấm giơ lên và quay đầu đánh ngay. Mặc kệ người là ngư quỷ xà thần, tiên hạ thủ vi cường mới là dương đạo. Nếu bị cú đấm này đánh trúng, phóng chân William lão đệ nửa đời sau phải làm bạn với trăng giả mất thôi. May mà Dương Hữu vừa thấy không đúng, vội chàng xoay chuyển nắm tay, khiến khung cửa gỗ bên cạnh gãy nát. Là ta nè. Nãy chờ William bị dọa suýt ngất, vừa thấy một đấm của Dương Hữu thì thiếu chút nữa là thất cấm rồi. Hơi, ta thấy rồi. Người định dọa chết người hả? Ta nghe thấy tiếng gõ cửa nên ra ngoài xem thử. Kết quả ta thấy... Thấy cái gì? Nói đại đi. Dương Hữu không kiên nhẫn cho lắm, trong khi William đang gặp cảnh nói một câu tốn thời gian gấp đôi người bình thường. Thấy ta! Một khuôn mặt trắng bệch giọt ra từ sau đầu William. Nó trống to rồi nở một nụ cười nham nhở. William bật hét lên, hét còn to hơn cả quỷ nữa. Cũng không biết hắn lấy sức lực ở đâu mà tông thẳng vào Dương Hữu rồi chạy ù vào phòng. Hắn nhanh chóng tìm vị trí giường, sau đó chui vào trong ga giường, trùng trẩy. Một loạt các động tác của William liền mạch lưu loát và không hề dài dòng chút nào cả. Trong cả quá trình, hắn không dám liếc mắt nhìn về sau một lần, bởi vì sợ bị dọa đến tắc nghẽn cơ tim. Dương Hữu bình tĩnh nhìn khuôn mặt kia. Đây hẳn là đàn ông. Hắn chỉ có một cái đầu người trôi nổi giữa không trung, sắc mặt trắng đến bất bình thường. Ngoài ra còn có một ít thứ trông như bụi phấn rơi xuống từ mặt hắn. thằng dốc, cha ngươi thật can đảm. Dương Hữu nghiến răng nghiến lợi nói, rồi thì giơ tay đấm cái đầu người lôi tới trước mặt và nắm một quả bóng trổ. Nè, hơn nửa đêm mà vừa gói vừa hét hung hăng càng quét cái gì vậy? Con quỷ kia ngẩn ngơ tại chỗ, trong lòng thầm nghĩ, mình ra ngoài dọa người rất nhiều lần, nhưng mà hình như chưa gặp phải cái tay nào ngang ngược cỡ này. Nè, nói đi, ngươi là một gã đàn ông, vậy mà trên mặt, nè, sao mà trát nhiều phấn vậy? Diễn kịch hả? Cho dù là diễn kịch á. Dương Hữu đưa miệng tới sát lỗ tai của người nọ, cái đó hét to nhất có thể. Cũng không việc gì, phải lớn tiếng đến như vậy. Hây, nếu đổi lại là người sống, âm lượng to cỡ như vậy có thể khiến người ta điếc tạm thời từ 5 đến 10 phút. Ngươi có bệnh rồi, nửa đêm canh ba còn hô ma gọi quỷ nữa. Bộ hàng xóm không cần ngủ hả? Mai người ta còn phải đi làm nữa chứ. Dương Hữu cứ thế mà hét điếc luôn lỗ tai còn lại của con quỷ đó. Trong lòng con quỷ kinh ngạc không thôi. Dương Hữu vừa hét điên cuồng, vừa nói cách nhìn rất có lý. Quả thực thuộc dạng vô liêm sỉ đến cực điểm. Hắn nghe mà chẳng biết phải đáp lời thế nào. Hôm nay á, tâm trạng của ông đây khá tốt, nên có thể tha ngươi một lần nữa nghe chưa? Nè nè, ta cảnh cáo ngươi. Nếu tối nay còn dám ra ngoài đánh trắm, ta sẽ lấy cái đầu của ngươi làm bồn cầu á. Hắn nói ba chữ cuối cực kỳ gian dội, khẩu hình miệng cũng rất rõ ràng. Con quỷ kia khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Mặc dù từ cổ trở xuống không có gì, nhưng hắn nhịn không nổi nên vẫn làm thế. Không đợi con quỷ tỏ rõ thái độ, Dương Hữu đã đá bay hắn bằng động tác phát bóng tiêu chuẩn của các thủ môn. Theo đầu người kia bay vào hành lang tối om, quỷ cảnh cũng biến mất. Đèn hành lang sáng lên. Cánh cửa vừa rồi bị Dương Hữu đánh nát cũng được khôi phục nguyên trạng. Hắn liền đi vào phòng. Bây giờ đèn trong phòng đã sáng. William vẫn trùm ga giường, nằm run rẩy. Dương Hữu xốc ga giường lên thì thấy một vũng nước trên giường. Còn William đang nằm cuộn tròn bên trên. Hắn ngẩn người rồi bật cười ha hả. Tối qua ngủ thế nào rồi? Đã là buổi trưa, Miêu Gia vẫn còn ngáp và hỏi một câu không hề có tính kiến thiết. Trên mặt của Dương Hữu chất đầy sầu não, hắn chỉ trả lời hai chữ. Gặp quỷ. Hả? Sao ta không nhận ra mảy may vậy? Không biết. Có lẽ do có loại người cặn bã sẽ dẫn đến việc tất cả sinh vật cảm thấy chán ghét và sinh ra cái cảm giác mâu thuẫn. Cũng giống như đạo lý chó dữ sẽ không cắn kẻ ác vậy. Miêu Gia vốn đã miễn dịch trước kiểu nói nhảm của Dương Hữu. Vậy sau đó người đã giải quyết con quỷ kia làm sao? Ta đã bay hắn rồi. À, nói vậy, người đã thả nó hả? Ta nào biết làm gì nữa. Ta vốn không biết siêu độ hồn ma, mà cũng chẳng phải người từng nói không thể đánh trúng hồn phi phách tán sao? Miêu Gia thở dài một hơi. Mà thôi, dù sao sớm muộn gì á cũng đụng nữa à. Thường thì lời Miêu Gia là kết luận cuối cùng và cũng là phương pháp giải quyết, cho nên đề tài này cứ thế kết thúc. Bọn họ tiếp tục nói chuyện phím trong bữa cơm trưa. Đầu bếp của khách sạn này rất xuất sắc. Mấy món thường ngày cũng nấu vừa đẹp vừa thơm, có mùi có vị. Hai người chọn ăn một bữa tiệc lớn kiểu châu Âu. Lại muốn thay đổi khẩu vị nên không ngừng kêu thêm món. Dù sao á, mọi quá đơn đều ký lên đầu của William. À đúng rồi, trận quyết đấu của ngươi còn mấy ngày nữa? Khoảng tuần. Thời gian còn lại cho ta cũng không có được nhiều. Nghe giọng ngươi thì hình như cơ hội thắng không có lớn nha. Lẽ ra thực lực của ngươi phải hơn đại tỷ chứ. Chẳng phải ngươi vẫn nói ngươi nhường nàng ta sao? Nói thế nào đây? Hận thù cũng chính là một trong những động lực có hiệu quả nhất của nhân loại. Mấy năm này thực lực nàng tăng trưởng khủng khiếp luôn, hoàn toàn ngang ngửa cấp bậc của thập điện Diêm Vương luôn á. Nếu mà ngươi thua thì khó xử à nghe. Ta gọi ngươi là Miêu Cha đã quen miệng rồi. Mà cái tên này cũng rất hợp với hình tượng chán chường, bất lương của ngươi. Nếu phải đổi giọng để gọi đại tỷ thì rất khó à nghe. Hay, cái tên chỉ là danh hiệu của một người thôi. Đến lúc nghề nghiệp đã trở thành danh hiệu thì sẽ nói rõ người đó thành công hay thất bại. Miêu Gia châm một điếu thuốc rồi lại đứng dậy cảm thán. Không phải người định mượn cơ hội này để nói khoác rằng mình đã làm việc hết sức xuất sắc đấy chứ? Miêu Gia không trả lời vấn đề này. Dòng máu của nhà họ Thủy thật lợi hại. Xem lại lần giao thủ gần nhất, nếu mà ta không chăm chú một chút á, thì hắn đã chết sớm rồi. Có nên nói sự thật cho nàng biết hay không đây? Cùng lúc đó, ở một bệnh viện nào đó trong thành phố Ender, Đoàn Phi bừng tỉnh từ một cơn ác mộng. Mồ hôi lạnh thấm đẫm cơ thể hắn. Hắn muốn nhoài người ngồi dậy, nhưng nỗi đau tê tâm liệt phế lại khiến hắn ngã xuống giường bệnh. Mặt lĩnh, tổng đường chủ, Trung Thanh Dương. Miệng hắn thì thào một vài câu, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ say. Trong khoảnh khắc khôi phục ý thức ngắn ngủi, hắn chỉ nghĩ đến việc về Tô Châu báo một âm mưu khổng lồ cho Ninh Thiên Đức. Một ông lão đi vào trong phòng bệnh, lão thở dài, rồi một lần nữa đắp chăn cho Đoàn Phi. Dư An nói như có điều đáng suy nghĩ. Đoàn Phi à, ngươi không cần phải như vậy. Nếu phải chết á, thì chỉ cần lão già này chết là đủ rồi. Tô Châu, trong khu nhà cao cấp của nhà họ Ninh. Điện thoại lại không liên lạc được. Đoàn Phi không liên lạc được với Ninh Thiên Đức suốt ngày hôm qua. Điều đó khiến lòng hắn rất bất an. Tuy nhiệm vụ lần này ở thành phố Ender hơi khó khăn, nhưng với thân thủ và cơ trí của Đoàn Phi vẫn còn thừa. Chẳng lẽ chuyện này có biến? Ninh Thiên Đức vô cùng đồn đóng, là một dự cảm bất thường và mãnh liệt. Hắn thường dự cảm khá chuẩn xác, bởi vì một mạch nước ngầm đến từ âm dương giới đang phun trào. Một âm mưu nhiều năm trước cũng sắp trồi lên mặt nước. Thành phố B, có hai người đàn ông đang ngồi trong một chiếc xe trò chuyện gì đó với nhau. Người đã mất tích sau chuyện của mộng ma đến tận giờ. Rất nhiều người nói người đã chết. Đã có không ít người lên tiếng muốn chọn tầng quảng giường mới. Người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc, không giận mà quy, đúng là nhân xưng Dàn Hải, còn gọi là Bình Đẳng Dương Lục Tranh. Còn người để trì mép đối thoại với hắn là Tần Nghiễm Dương Phục Thiên, còn gọi là Gia Cát Tham. Ngươi cũng cho rằng ta đã chết hay sao? Lục Tranh cười lạnh rồi nói, trước khi đi, Dư An tiền bối từng nói, chỉ cần Phục Thiên Dận Hải còn sống, thì hắn có thể yên tâm ra ngoài làm việc. Có thể thấy, ngươi dễ gì mà chết được. Dư tiền bối à, ngươi đánh giá ta cao vậy à? Năng lực trong mộng của mộng bà quả thật suýt giết ta đó. Ta rất là khổ sở mới bảo vệ được cái tính mạng này. Cho nên, ngươi bí mật hoạt động ở một nơi gần đó. Ngươi đã làm những gì trong khoảng thời gian này? Tuy Dư An tiền bối không có muốn ta tham gia việc này, nhưng mà ta vẫn tra được dấu vết. Nếu những gì ta điều tra được trong khoảng thời gian này chính xác, thì trong tương lai không có xa, toàn bộ dân gian sẽ gặp phải một nguy cơ mà trước đây chưa từng có. Lục Tranh cau mày. Người buôn nói đến cái gì? Có thật sự nghiêm trọng như vậy không? Gia Cát Tham không nói tiếp. Tình huống cụ thể vô cùng phức tạp. Trước hết, chúng ta phải đi tìm một người. Ai? Ngươi còn nhớ Dư An tiền bối đã từng nói những gì với chúng ta mấy năm trước không? Hắn nói nếu một ngày mà hắn mất, có một người mưu trí có thể thay thế hắn, thậm chí siêu việt hơn cả hắn nữa. Hoàn toàn có thể tin cậy người này. Lục Tranh suy nghĩ một chút, sau đó mở mắt nói ra hai chữ: Miêu Gia. Tuy nói phong cảnh Tô Hàn nổi tiếng gần xa, nhưng Dương Hữu và Miêu Gia đều không có ý định đi thưởng thức. Điều này giúp cho William tiết kiệm không ít tiền bạc. Dù sao những thắng cảnh du lịch ở đây đều thu phí rất kinh người. Khó lắm mới có dịp đến Tô Châu, vì sao hai vị ca ca lại an phận đến như vậy chứ? Chuyện này tất nhiên là có nguyên nhân rồi. Vốn chỉ là sông núi trong tự nhiên, ai dè bây giờ gom lại thu tiền, giá cả đưa ra thì cao đến mức làm người ta không dám vào. Chỉ bấy nhiêu đã rất khó chịu, ấy vậy mà nhiều thứ khác còn khiến người ta khó chịu hơn nữa. Địa điểm du lịch muốn thu tiền cũng không phải là không được. Theo cách nói của chính phủ, tiền này đều dùng để quản lý và phục vụ. Tuy những chỗ phải trả tiền để ngắm quá thật có phục vụ, có điều muốn phục vụ thì phải trả tiền thêm. Ví dụ nha, bạn đến hàng Sơn Tự ngắm nghía một chút thì phải đưa tiền qua cổng. Sau đó bạn đến chỗ khác thì lại bị thu tiền. Đến nỗi ăn tô mì cũng phải trả tiền. Với lại mì ở đây bán với giá gấp đôi bình thường. Thôi được rồi, ta tự mang theo bánh nướng, không cần phục vụ. Vậy còn cách quản lý thì thế nào? Đáp án thực ra cũng rất đơn giản. Đó là vẫn thu tiền. Bạn dám khắc tên trên cây, phạt tiền. Nếu bạn hung ác hơn một chút, như là kiểu đại hoặc là tiểu tiện lung tung, vậy giá phạt sẽ tăng như là chiều gặp gió. Còn nếu như bạn to gan bằng trời, dám đột nhập vào sư tử lâm và phun nước bọt lên bảng hiệu mà càng lông khâm tứ, nện bạn, thử đoán giá đi hèn. Đương nhiên, phần lớn người dân vẫn rất biết điều. Nhưng mà thời đại bây giờ thì có cách nào đây? Cách đó thì có. Cách đó là dứt khoát, đừng đi cho xong. Tuy nói không cần móc hầu bao, nhưng mà chuyện dùng tiền để trước phiền phức thì Dương Hữu và Miêu Gia không hề muốn làm. Do đó, bọn họ tự đi làm những cái chuyện riêng mà họ cho là có ý nghĩa. Miêu Gia trừ lúc ăn cơm thì đều nhốt mình trong phòng và tự gọi đó là bế quan. Nói sao thì Dương Hữu vẫn không tin cái kiểu nước đến chân mới nhảy sẽ tạo ra ích lợi gì. Nó không chừng đang liên tục xem kênh thu phí của khách sạn đấy chứ. Còn Dương Hữu thì tự dạo trong nội thành cả ngày trời. Lúc về mang theo một đống đồ vật cổ quái hiếm lạ và mang toàn bộ vào phòng. Có vẻ như hắn đang định mở một tiệm điện máy vậy. Đến giờ cơm tối, William chủ động chạy đến ăn cơm với bọn họ. Lại nói về huynh đệ này quả là khổ sở mà. Cả tối hôm qua bị dọa sợ nên cả ngày không dám ra khỏi phòng. Đến cơm trưa cũng không ăn. Kết quả trưa hôm đó, giám đốc khách sạn tự gọi điện cho hắn để thảo luận chuyện hóa đơn của Dương Hữu và Miêu Gia. Chỉ vì một bữa cơm trưa của hai chị này mà quản lý khách sạn phải mở cuộc họp đến 2 lần. Nghe được con số trên hóa đơn, William lập tức có cảm giác thẻ tín dụng của mình bị hơn 10 tay chuyên ăn cơm chùa khoáng sạch. Thế là hắn quyết định đến xác nhận sức ăn của hai chị này ngay trong bữa cơm tối. Sau khi 3 người tới phòng ăn, bồi bàn đưa thực đơn tới. Dương Hữu không cần nhìn mà cứ nói thẳng. Ở trên đây có món gì thì trước tiên phải mang ra mỗi món một phần đi. William vừa rót chút rượu khai vị vào miệng thì đã phun ra ngoài. Miêu Gia ngậm một điếu thuốc. Người nói gì vậy? Vậy mà gọi là chọn món hả? Cái gì gọi là chọn? Ý ở đây là tự chọn món mình thích, hiểu không? Nè bồi bàn, đừng nghe tên này nói làm gì. Nghe ta nè, ngươi chỉ cần lấy 2 phần những món mặn có trên thực đơn thôi. Món chay khỏi mang ra ha. Câu này của Miêu Gia quả thực biểu hiện 3 chữ mất phẩm chất vô cùng sâu sắc. Tuy là da mặt của nhị thái tổ William cũng dày, nhưng mà trước mặt hai chị này cứ như cái rắm giữa bão táp vậy. Bồi bàn vẫn nở nụ cười may móc, sau đó cầm thực đơn rời khỏi. William rất bội phục tố chất tâm lý của tay này. Nếu đổi lại là hắn thì ít nhất phải trôn trảy 10 giây. Xem phim hạng nặng trong phòng cả ngày trời mà còn ăn nhiều thịt. Bộ, ngươi không sợ ngán hả? Ta nói là ta bế quan tu luyện, không giống cái thứ chỉ biết đi lung tung cả ngày như ngươi. Ta mà đi lung tung hả? Rõ ràng ta làm chuyện quan trọng đó nghe. À, vậy ngươi nói thử xem ngươi đã làm những gì? Dương Hữu cười quỷ đản. Được rồi. Để ta hỏi trước, có phải trận quyết đấu của ngươi và đại tỷ chưa công khai đúng không? Miêu Cha liếc nhìn hắn. Ta hiểu rồi, ngươi muốn bán vé chứ gì? Dương Hữu đã quen với lối tư duy nhảy cốc của Miêu Cha. Nếu Miêu Cha đoán không ra ý đồ của hắn thì mới là chuyện lạ, cho nên hắn cười. Không sai, ngươi đã xem phim Lục Tiểu Phụng chưa? Ý ngươi là phân phát tính vật có giới hạn giống như trong tiền chiến hậu chiến chứ gì. Sau đó chúng ta có thể ngồi một chỗ mà trả giá. Không sai. Cái trận đại chiến kinh thế của các ngươi chắc chắn sẽ được nhiều người chú ý đó. Có điều, xem được hay không á, thì trước hết phải hỏi ý ta. Miêu Gia cười lạnh một tiếng. Cho nên hôm nay ngươi đi mua vật liệu, chuẩn bị chế tạo một món đồ độc nhất vô nhị, tương tự như lệnh bài chứ gì. Dương Hữu đắc ý. Ngươi nói xem, kiểu mua bán này á, tốt hơn nhiều cái kiểu mua bán thông thường bao nhiêu lần. Khi làm xong á, ta nên bán 100.000 hay là 200.000 một tấm đây? Hey, Dương Hữu và Dương Hữu, ta thì không có ngờ ngươi còn biết làm linh khí luôn á. Dương Hữu sững sờ. Hả? Linh khí? Đó là gì? Hờ, không lẽ ngươi nghĩ khắc đại về chữ trên một miếng sắt thì nó sẽ trở thành tính vật độc nhất vô nhị hả? Như vậy người khác cũng có thể dạo một vòng thành phố như ngươi rồi mua những cái vật liệu tương đồng. Vậy chẳng phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao? Dương Hữu hơi bối rối, như kiểu bị người khác vạch trần. Đúng là ta chưa nghĩ đến chuyện này ha. Chế tạo linh khí á, là một môn học phức tạp, bởi vì nó là ứng dụng của năng lực linh hồn trung cấp. Mà linh thức của ngươi vẫn còn yếu. Năng lực linh hồn á, thì đừng nói tới. Cộng thêm cái việc năng lực chính thức á, hoàn toàn chẳng thể sử dụng được. Ta khuyên, ngươi đừng có nằm mơ nữa. Hả? Khó lắm mới nghĩ ra cách kiếm tiền ngon vậy. Dương Hữu uống ly rượu với vẻ buồn bực. William hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói gì. Thứ mà hắn quan tâm lúc này là tối nay sẽ gặp lại cái đầu người. Đến khi thấy bọn họ vừa nói xong, hắn bèn hỏi. Hai vị đại hiệp, ta có thể hỏi một chút xíu được không? Con quỷ tối qua, nếu tối nay nó lại đến nữa, thì ta phải làm như thế nào đây? Dương Hữu vừa đập bàn, vừa cao giọng. Có rồi! William bị dọa đến nỗi giật nảy mình. Có rồi hả? Có cách rồi hả? Mới vừa rồi, Dương Hữu đang suy nghĩ nên không có nghe William nói chuyện. Hắn nói tiếp với Miêu Gia. Nè, ta chợt nhớ trong Phục Ma Thiên cũng có nhắc đến linh khí gì đó mà ngươi nói. Ta thấy đây không phải là pháp thuật chiến đấu nên không đọc nghiêm túc. Xem ra cái thứ này vừa hay có thể dùng được. Miêu Gia đã hút xong đứa thuốc. Ngươi cứ làm việc mình thích đi. Dù sao á, ta cũng không có hứng. Ta phải dùng thời gian này để cẩn thận suy nghĩ đối sách cho trận quyết chiến đây. Sau bữa cơm tối, William ôm nỗi lo thấp thỏm về phòng. Trong tay hắn là một lá bùa do Miêu Gia đích thân vẽ cho. Lá bùa này được vẽ trên chiếc khăn ăn. Thật có cảm giác như vẽ và có lệ. Nhưng mà vẫn còn hơn không. Chỉ có điều hiệu lực thế nào thì phải chờ đến tối mới biết được. Dương Hữu chẳng hơi đâu để tâm đến chuyện ma quỷ. Hắn vừa về phòng, liền lấy Phục Ma Thiên và nghiên cứu những ghi chép về linh khí ở trong đó. Nhắc tới quỷ cốc đạo thuật thì phải nói là bao la vô tận. Mặc dù trong 7 quyển sách quỷ cốc tử để lại có hẳn một bản chỉ nói về phát minh, nhưng mà Phục Ma Thiên vẫn nhắc sơ lược về linh khí. Có lẽ do môn này cũng liên quan đến việc trừ quỷ phục ma. Dương Hữu nhanh chóng tìm thấy phần ghi chép cần thiết. Thực ra đoạn nội dung này không cần linh thức mạnh mới xem được, cho nên hắn không cần phải phiên dịch bằng cách tra cứu văn tự cổ. Thiên địa càn khôn, xâm la vạn tượng, quá linh quy nhất, quá vật. Cái này là cái gì? Là cái gì vậy chứ? Dương Hữu vừa đọc 2 câu thì đã không có hứng đọc tiếp. Đoạn văn này là tập hợp những thứ mà hắn không hiểu. Chúng lại không hề giống pháp thuật chiến đấu, bởi vì nguyên lý về linh khí rất cần tri thức lý luận làm cơ sở. Mặc dù Dương Hữu biết mấy chữ này thì vẫn không thể hiểu chữ nào. Hắn dò đầu bứt tai nửa ngày mới phát hiện học môn này không có đường tắt, chỉ đành bình tĩnh mà nghiên cứu tỉ mỉ. Trong lúc đó, William cũng không rảnh rỗi. Mặc dù hắn mang bên người tấm bùa kia nhưng vẫn không yên tâm. Phải nói năng lực người này hơi yếu và nhân phẩm tương đối kém, nhưng mà không có nghĩa là hắn ngốc. Con người ai cũng muốn sống nên chắc chắn hắn sẽ không bó tay chịu chết. Thông qua mạng lưới quan hệ của cha mình, William đã điều tra được rất nhiều tin tức. Ông chú này, ông bác kia, thấy hắn vội vội vàng vàng nên cũng chẳng để bụng giúp đỡ chuyện. Thế là một người đàn ông trong kho tư liệu của cảnh sát Tô Châu ăn khớp với hồn ma dần dần nổi lên mặt nước. William sốt ruột ngồi trước laptop để chờ đợi tin tức của đối phương. Cuối cùng lá thư kia cũng tới. Hắn lao mồ hôi, tim tăng nhịp đập. Hắn rê chuột mở hồ sơ người chết. Đàm Hải, nam, 40 tuổi, 3 năm trước mất tích kỳ lạ. Người cuối cùng gặp hắn, từng thấy hắn ở khách sạn này. Do phần dưới còn có thông tin tỉ mỉ về vụ án, nên William tiếp tục nhìn xuống. Ngay ngày Đàm Hải mất tích, liền có người báo án. Thường thì, khi người trưởng thành như hắn mất tích, tối thiểu phải qua vài ngày mới có người nghĩ đến việc báo cảnh sát. Bởi vì hắn có chân có tay, không chừng uống say rồi sống vất vưởng ở đâu đó vài ngày. Có điều Đàm Hải thì không giống họ, hắn là CEO của một xí nghiệp nhà nước và cũng là nhân vật quan trọng. Hắn là loại người có sự nghiệp như tính mạng của mình. Điện thoại di động thì luôn để trong trạng thái mở máy 24 giờ. Mỗi phút kiếm được chục triệu chỉ bằng một câu nói. Bạn bè của hắn thì rất nhiều, nhưng tất cả đều là quan hệ về lợi ích. Phụ nữ cũng rất nhiều, nhưng không hề kết hôn. Bởi vì chỉ cần tiền và địa vị để phụ nữ lên giường với bạn, nhưng mà muốn sống với họ cả đời thì cần phải có tình yêu. Đàm Hải cũng không phải không biết yêu, chỉ là do hắn quá tập trung vào sự nghiệp nên không còn thời gian nghĩ đến chuyện gì khác ngoài sự nghiệp. Điều đáng châm chọc là sau khi hắn mất tích, tất cả người nóng lòng tìm kiếm hắn, không ai vì tình cảm mà lo lắng cho hắn cả. Bọn họ vội vã như thế chỉ vì Đàm Hải mất tích sẽ liên lụy tới lợi ích của bọn họ. Vì vậy, khi cảnh sát tuyên cáo người này bị liệt vào hồ sơ mất tích, Đàm Hải nhanh chóng bị thay thế. Thậm chí không mấy ai nhớ đến hoặc tưởng niệm hắn. Sự thật đã chứng minh rằng không khó để tìm một người như hắn. Chuyện trên đời này đúng là vừa buồn cười vừa buồn bực mà. Người sống trên đời truy đuổi danh tiếng và quyền lợi. Thế nhưng đến khi bọn họ vĩnh viễn rời khỏi thế giới này thì mới phát hiện, đến thế gian một lần, thứ duy nhất còn lại là tình. Hiển nhiên Đàm Hải đã chết. Tối qua William đã thấy khuôn mặt này trước khi gặp Dương Hữu. Nếu nói hắn chưa chết thì cần phải liên lạc gấp với Ben in Black. Lúc ấy cảnh sát điều tra không được kết quả gì. Từ băng thu hình của khách sạn có thể thấy sau khi Đàm Hải vào phòng thì không có đi ra. Ngày đó có người nhiều lần không liên lạc được hắn, vì vậy gọi điện để khách sạn cho người tìm Đàm Hải. Sau khi gõ cửa đã lâu mà không có ai trả lời, nhân viên làm việc mở cửa bằng chìa khóa dự bị. Cuối cùng phát hiện trong phòng trống không, như là Đàm Hải đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Ghi chép về Đàm Hải đến đây là hết. Dĩ nhiên còn một số chuyện William không biết. Thời đó vụ án này trở thành vụ án chưa được giải quyết. Dường như có một thám tử rất nổi danh đến điều tra và phát biểu ngôn luận vô cùng kinh người. Vị này xưng là A Mông, một cựu cảnh sát. Hắn nói rằng Đàm Hải bị nhân viên phục vụ của khách sạn giết chết, cắt thành nhiều đoạn, rồi đắp vôi bột và giấu ở nhiều chỗ trong khách sạn. Sau đó, họ dọn dẹp tất cả chứng cứ. Phim ở phòng quan sát đã bị xóa sạch từ lâu. Lời phán đoán của ông anh trên bị cho là nói điên nói khùng. Sở dĩ hắn làm cảnh sát không được lâu là vì thần kinh của hắn có vấn đề. Phán đoán khoa trương như thế, dù là ai cũng không tin nổi. Nhưng mà hình như hắn nói đúng. Mặt mũi của đầu người kia đều phủ đầy bột trắng, rất phù hợp với lời hắn đã nói. Trong lòng của William mắng to đám cảnh sát 3 năm trước làm việc thiếu trách nhiệm, nên bây giờ mình là người chịu tội. Hắn tiếp tục tra tìm mới thấy khách sạn này thường có người chết ly kỳ trong phòng. Sau này từ 5 sao bị giáng xuống thành 4 sao. A-di-đà Phật, xin ông trời phù hộ, Đàm Hải đại ca. Chúng ta ngày xưa không quán, ngày nay cũng không có thù. Dạng lần đừng tới tìm ta nghe. Muốn tìm thì hãy tìm hai thằng điên kia kìa. Hắn không ngừng cầu nguyện trong lòng, trong lúc không để ý đã ngủ tiếp đi trên giường. 1 giờ sáng, tiếng gõ cửa lại truyền tới. Lần này Dương Hữu ở trong phòng vẫn chưa ngủ. Hắn nhẫn nại lắm mới đọc được một đống lý luận vừa dài vừa phức tạp. Rốt cuộc có chút đầu mối thì hồn ma Đàm Hải lại đến quấy rầy hắn lần nữa. Dương Hữu gấp Phục Ma Thiên lại, trong miệng hùng hổ nói: "Hôm nay á, ông đây không đánh người thành đầu heo á, thì chữ Dương sẽ giết ngược lại." Hắn gấp gáp xông đến trước cửa, chuẩn bị đánh một trận thật lớn. Miêu Gia đã nói không thể tiêu diệt hồn phách, nên Dương Hữu không định dùng thanh kiếm đen đúa của mình. Hắn quyết định dùng chiến thuật cũ, đó là dùng Phục Ma Thiên như cục gạch. Ai ngờ khi hắn vừa mở chốt thì cửa lại không mở, xong toàn bộ đèn trong phòng lại tắt đi, dư chút cửa là công tắc dậy. Dương Hữu đạp cửa mà không chút do dự. Trong hành lang cũng là một tối đen như mực. Chẳng qua điều này vẫn nằm trong dự liệu. Có lẽ con quỷ kia không có lòng tin vào phòng chính diện với Dương Hữu, nên lần này mới chơi trò khác. Dương Hữu lười quan tâm, 3 x 7 bằng 21, nên sải bước đi vào trong bóng tối. Các bạn thân mến, diễn biến tiếp theo của truyện này mời các bạn cùng đón nghe tiếp ở phần tiếp theo tại kênh YouTube Nghe Kể Truyện Ma Đêm Khuya cùng với giọng đọc Hoài Quang các bạn nhé. Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của truyện Quỷ Hô Bắt Quỷ quyển 4 tập 1. Hành lang này như kéo dài vô tận, đi mãi mà không tới đích. Hồn ma Đàm Hải cũng không muốn ra gặp, nên Dương Hữu có đi một mạch không đầu không đuôi. Hơi lạnh xung quanh không khiến hắn tỉnh táo, ngược lại còn khiến lửa giận trong lòng lớn thêm. Rốt cuộc, trong bóng tối xuất hiện một bóng người. Dương Hữu đến gần nhìn kỹ thì phát hiện là một người phụ nữ. Thầm nghĩ thì ra nơi này còn có một nữ quỷ. Hắn giơ cao quyển sách bằng trúc trong tay lên cao, chậm rãi đến gần nàng, rồi chung tay muốn đánh. Trong giây mắt, người phụ nữ kia xoay người chụp lấy cổ tay, khiến Dương Hữu không thể nào động đậy mảy may. Hắn thầm khiếp sợ, con quỷ này vừa nhanh vừa mạnh đến mức hắn chỉ có thể than thở. Dương Hữu dự định nghiêm túc liều mạng, khuôn mặt của người phụ nữ bỗng lộ ra từ trong bóng tối. "Hắn dạy ngươi như vậy sao? Trong bóng tối, ngươi không biết dùng linh thị sao?" Đó là Thủy Anh Giao. Cô nàng buông tay Dương Hữu, sau đó nói chuyện như đang dạy học sinh tiểu học. Dương Hữu tất nhiên biết hắn là muốn chỉ đến Miêu Gia, nên lập tức kêu quang: "Nè đại tỷ, lần này coi như ngươi đã hiểu lầm rồi. Ta và hắn chỉ là quan hệ thuê mướn thôi, nhiều nhất có thêm chút quan hệ nợ nần, hoàn toàn không phải là bạn bè, chứ đừng nói là thầy trò. Làm sao hắn có thể dạy được ta chứ?" Thủy Anh Giao hoàn toàn bỏ qua lời biện hộ của hắn. "Ngươi giải dây giúp hắn cũng vô dụng thôi. Thân là người giới thiệu của ngươi, hắn lại không chịu trách nhiệm tương ứng. Chuyện này ta chắc chắn phải truy cứu. Còn nữa, xưng hô của ngươi với ta phải thay đổi đó." "Đổi thế nào?" "Chịu theo ý của ngươi luôn. Ta nên gọi ngươi là sư nương có phải không?" Thủy Anh Giao chỉ dùng một quyền để ngăn cản những lời nói nhảm của Dương Hữu. "Sở Văn Dương đại nhân hoặc là Thủy tiền bối đều được." "Được rồi, hoàn toàn không có vấn đề." Dương Hữu đánh không lại nàng, không thể làm gì khác hơn ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời. "Vậy Thủy tiền bối à, không biết hôm nay đại giá quan lâm có điều gì cần làm vậy?" "Biết rồi còn hỏi." Thủy Anh Giao vẫn không nói chuyện với hắn bằng một khuôn mặt vui vẻ. Bởi vì quan hệ giữa Dương Hữu và Miêu Gia nên giận chó mà đánh mèo cũng là chuyện bình thường. Ninh Thiên Đức cũng là một ví dụ rất tốt. "À, khó trách cả ngày nay Miêu Gia đều trốn trong phòng. Thì ra là mỗi tối người đều mò mẫm đến tìm hắn." Câu nói này khiến Dương Hữu nhận lấy cặp mắt gấu mèo. "Ta là người phụ trách thành phố này, dĩ nhiên ta phải đến giải quyết hồn ma rồi. Hắn ở đây hay không á, không liên quan gì đến ta, biết chưa?" Trong lòng của Dương Hữu thầm kinh thường. "Ngươi cứ nói linh tinh đi, ai lại chẳng biết ma quỷ quấy phá nơi này bao lâu rồi. Bây giờ Miêu Gia vừa vào ở thì ngươi liền tới, còn muốn phủi sạch mọi quan hệ nữa chứ. Quá ngây thơ rồi đó, thật sự là quá ngây thơ rồi." Dĩ nhiên, hắn cũng chỉ dám quở trách Thủy Anh Giao trong lòng. Nếu nói ra thì có thể sẽ ăn thêm quyền cước nữa. Cho nên ngoài mặt, Dương Hữu vẫn cung kính, cúi đầu khom lưng, mời Thủy tiền bối đích thân chỉ đạo kỹ thuật bắt quỷ. Giờ phút này trong phòng của Miêu Gia, Miêu Gia đang lật mấy trang độn giáp thiên thư trong điện thoại di động. Lúc đầu hắn tốn 1 năm trời để ghi cuốn sách vào trong điện thoại. Trong quá trình này, hắn gần như đã học thuộc cả quyển sách. Khổ nỗi, hắn không hề đọc nghiêm túc những pháp thuật trên đó mà chỉ nghiên cứu một ít thứ hắn cảm thấy hứng thú. Có thể nói hắn rất giống Dương Hữu về độ lười biếng. Mấy tháng gần đây, số lần xem quyển sách này không ngừng gia tăng. Chiến đấu với người sói Hà Gia Mục khiến hắn nhận ra thiếu sót về thể thuật. Chiến đấu với Cao Tấn khiến hắn thấy được thêm một lĩnh vực mới, tức là phương thức kết hợp giữa thể thuật và ảo thuật. Từ đó có thể đề cao thực lực gấp mấy lần. Miêu Gia không thể không suy tính, bởi vì vấn đề ở đây là đối thủ trên đời không phải chỉ dùng đầu óc là có thể đánh bại được. Ví dụ như 6 năm trước có niệm trảm Hồng Vũ, người này suýt chút nữa là đã lấy mạng hắn. Dứt bỏ gánh nặng tư tưởng, Miêu Gia nghiêm túc tính đến cách tăng thực lực bản thân. Hắn biết năng lực trở về của hắn rất mạnh, thậm chí có thể là một loại sức mạnh có thể uy hiếp đến thần, như là hai gã sứ giả địa ngục từng nói năm đó. Mà tốt nhất là không nên nghiên cứu sức mạnh này nữa, tránh cho một ngày nào đó Vincent hoặc là Woody đến tìm hắn uống trà nói chuyện phím, sau đó làm bộ nói một câu trong lúc lơ đãng: "Người xuống địa ngục dạo với bọn ta một chút." Hay, đây là chuyến du lịch dài ngày, trên thực tế là không có ngày về. Miêu Gia không muốn thấy điều này, nên muốn tăng cường thực lực thì chỉ có đi đường khác. Những ghi chép của Phụng Tiên trong Độn Giáp Thiên Thư đều là kỹ thuật chiến đấu và tổng kết tâm đắc tinh túy nhất, hiệu quả nhất. Mặc dù Miêu Gia không chịu bái hắn làm sư phụ, nhưng quả thực đã nhận ân huệ rất lớn. Tất cả những thứ này đều là bảo vật vô giá. Những tâm đắc viết bằng tay và Độn Giáp Thiên Thư là tất cả thẻ đánh cược của Miêu Gia. Đây cũng là mấu chốt để đánh thắng kẻ mạnh phía âm dương giới trong tương lai không xa. Khi hắn đang chuyên tâm bế quan, linh thức của Thủy Ánh Giao đột nhiên xuất hiện ở khu vực lân cận và kèm theo cả quỷ cảnh. Chuyện này làm hắn không cách nào tĩnh tâm được. Mặc dù có thể đoán được chuyện xảy ra bên ngoài, song hắn vẫn không nhịn được mà muốn đi xem thử. Thực ra thì trong lòng Miêu Gia cảm thấy làm như vậy không phải rất hợp lý. Dù sao thì cũng không có lý do gì quan trọng. Có điều sâu trong lòng hắn vẫn rất muốn đi. Tới rồi sao? Thùy Ánh Giao thấp giọng. Dương Hữu không biết nàng muốn nói cái gì. Giờ phút này hắn đang rất nghiêm túc để dùng linh thị quan sát quỷ cảnh. Hắn không quá am hiểu nhất tâm dị dụng nên không biết linh thức Miêu Gia đang đến gần. Ta nói nè, Thủy tiền bối, biện pháp này thật đúng là không tệ. Trông có vẻ như đeo kính nhìn ban đêm vậy. Sao trước kia ta lại không nghĩ tới nhỉ? Thùy Ánh Giao rất muốn nói: bởi vì thằng nhóc nhà ngươi không tiến bộ. Có điều đã là thập điện Diêm Dương thì sẽ cố kỵ hình tượng cao nhân, trừ loại biểu cảm thấp như là Thủy Dân Cô, chứ những người khác vẫn rất chú ý đến lời nói và hành động. Quán khí của con quỷ này rất nặng đó, linh thức lại không thấp nữa. Lại nói do thi thể phân tán nên linh hồn hắn cũng chia thành nhiều phần. Tuy chủ linh hồn chỉ có một, nhưng có thể tùy ý dời vị trí. Một khi không thể tiêu diệt hoàn toàn những linh hồn khác, hắn vẫn có thể sống lại ở những nơi chứa tàn hồn khác. Vậy chúng ta chia nhau hành động sao? Nhảm nhí, ta phải đi rồi. Hả? Nè, người nói giỡn à? Rốt cuộc tối nay người đến đây để làm cái gì? Dương Hữu còn chưa hỏi xong thì bóng lưng của Thủy Ánh Giao đã biến mất ở ngã rẽ. Đến một chút linh thức cũng không ở lại. Đương nhiên nàng không thích nói giỡn rồi. Đó là giọng của Miêu Gia. Miêu Gia đang ở sau lưng Dương Hữu. Dương Hữu quay đầu lại, sau đó sửng sốt khoảng 2 giây. À, thì ra là nàng sợ gặp ngươi. Miêu Gia nhìn ngã rẽ mà Thủy Ánh Giao vừa bỏ đi, trông như muốn dùng ánh mắt để ghi lại bóng lưng ấy. Mấy giây sau hắn thở dài. Biện pháp của người đúng là nhảm nhí thật. Thật ra nàng đã phân tích rất đúng. Chuyện này cũng đơn giản thôi. Chỉ cần trời vừa sáng, người moi thi thể ở các nơi ra, rồi gom chung một chỗ. Đến tối lại ra tay. Thế là toàn bộ linh hồn đều tụ tập ở một chỗ. Dương Hữu lại hỏi: nè, tại sao ta phải đào chứ? Miêu Gia xoay người bước đi. Trước khi hừng đông, một mình ngươi sẽ phải nghiên cứu cách dựa vào sức của mình để tìm lối thoát của quỷ cảnh. ta cũng đi đây. Hay, không ai trả lời cái vấn đề của Dương Hữu, thậm chí không ai để ý đến hắn. Kết quả là việc bẩn việc nặng thì một mình hắn ôm trọn, đã vậy còn bị người ta trách mắng nữa. Chết tiệt mà, các người có phải người không vậy? Khinh thường ông đây không biết dùng linh thức có phải không? Chọc giận ta thì ta sẽ phá tường đó. Trời đã sáng, Dương Hữu đã rời khỏi quỷ cảnh và trở lại phòng. Hắn không dùng cách phá tường để thoát khỏi quỷ cảnh, cũng không có tìm được lối ra. Lý do duy nhất hắn có thể trở về chính là trời đã sáng. Dù sao thì cũng có sẵn cặp mắt gấu mèo nên hắn không quan tâm đến việc mắt thâm quần. Có điều việc bị hồn ma Đàm Hải chơi đùa suốt đêm khiến cho hắn buồn bực không thôi. Hơn nữa, giờ phút này hắn cũng không thể ngủ. Nếu không thừa dịp trời sáng để moi thi thể ra, thì đến tối hắn lại phải đi dạo trong quỷ cảnh. William mở cửa phòng thì lập tức nhìn thấy Dương Hữu. Ấy vậy mà hắn lại ngủ rất ngon giấc. Trong lòng đang bội phục Miêu Gia đến sắt đất. Dương Hữu à, ngươi nói xem Miêu Gia có phải cao thủ không vậy? Chỉ tiện tay vẽ bùa trên căn ăn mà có thể đuổi quỷ rồi. Quả là lợi hại đó. Khoe mắt Dương Hữu nhảy dựng, hắn đưa khuôn mặt mình đến gần William. Ngươi đi theo ta, ngay bây giờ. William ngửi thấy mùi không ổn rồi. Đi đâu vậy? Đi dạo trong thành phố. À, thì ra là vậy. Hắn thở vào nhẹ nhõm. Sau đó mua vài cây xẻng về đào thi thể lên. Trên đường mua công cụ, William báo cho Dương Hữu biết tư liệu về Đàm Hải, nhưng lại không trợ giúp được bao nhiêu. Khi hai người đem một đống xẻng về khách sạn, thì bảo vệ chặn lại. Sau nhiều lần dây dưa, Dương Hữu bực mình quá vì mất ngủ cả đêm, nên định dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. May mà William có chút quan hệ bên phía cảnh sát, thế là cả bọn giải thích hơn nửa ngày mới vào được. Thế nhưng, những vấn đề mới lại nối góp nhau mà đến. Công cụ đã có rồi, thế thì thể ở đâu? Đi đâu mà đào? Còn nữa, giữa ban ngày ban mặt thì khách sạn 4 sao như thế này sao có thể để cho người vào phòng đập phá được chứ? Chính vì vậy, Dương Hữu đã sai William mang công cụ vào phòng để làm công tác chuẩn bị. Hắn thì đi hỏi Miêu Gia coi thi thể của Đàm Hải ở đâu. Hắn không hề gõ cửa mà tùy tiện xông vào. Kết quả, chạm thẳng mặt ba người trong phòng. Lục Tranh và Gia Cát Tham ngồi trên sofa hút thuốc. Miêu Gia vẫn tỏ ra lười biếng. Dường như lúc này cả ba đang nói chuyện gì đó. Dương Hữu vừa chào nên bọn họ không thể không ngừng lại. Dương Hữu liền chỉ vào mặt Gia Cát Tham rồi cào lên. À, ngươi là cái thứ kia. Miêu Gia phun ngụm khói. Ngươi đừng làm ta mất mặt nữa. Có gì phải ngạc nhiên đâu. Ngươi tưởng rằng thập điện Diêm Dương dễ chết đến vậy sao? Trong khi Dương Hữu không biết đáp thế nào, Gia Cát Tham đứng ra chải dây giúp hắn. Quý cốc tử đã tới rồi thì sẵn tiện để hắn bàn bạc với chúng ta một chút. Ý của hắn trông giống như nếu Dương Hữu không tới thì cũng chẳng sao. Dương Hữu chào hỏi hai vị Diêm Dương, sau đó mới ngồi xuống. Thực ra hắn không muốn biết ba chị này bàn bạc chuyện gì, mà chỉ muốn tìm cơ hội hỏi nơi đặt thi thể Đàm Hải. Ai mà ngờ, vừa nghe được hai câu, Dương Hữu liền tỏ ra kinh ngạc. Người nói cái gì? Dùng 10 dạng mạng sống hiến tế để mở cánh cửa thông với âm dương giới hả? Hắn vừa hét vừa đứng bật dậy. Có gì phải kích động đâu, ngồi xuống đi, rồi từ từ nói. Miêu Gia không kiên nhẫn. Chết tiệt, tình huống vậy còn không cho kích động nữa chứ. Chẳng lẽ phải đợi đến lúc bị người sai danh đánh tới địa cầu mới được kích động sao? Thế là Lục Tranh chen vào. Quỷ cốc tử à, ngươi bình tĩnh đi. Kế hoạch này không được thực thi một cách đơn giản đâu, cho nên trong thời gian ngắn sẽ không dễ thành hiện thực. Lời Lục Tranh rất hợp lý. Cái cả này nhìn từ phương diện nào cũng rất đáng để tin cậy. Uy tín của Bình Đẳng Dương đại nhân làm Dương Hữu tạm thời câm miệng. Thế là Gia Cát Tham tiếp tục nói. Tổ chức Mặt Lĩnh chính là người sắp đặt kế hoạch này. Ước chừng từ 7 năm trước, bọn họ đã bắt đầu thực hiện thực nghiệm về một cái loại virus linh thể có thể lây nhiễm cho người bình thường. Nhưng mà luôn thất bại trong khâu lan truyền. Mãi cho đến gần đây hình như có chút đột phá à. Chờ một chút. Chứng trạng gặp phải virus không phải là suy tim chứ? Miêu Gia đột ngột ngắt lời. Trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt Gia Cát Tham vẫn tỉnh bơ. Không sai. Mà sao ngươi biết vậy? Đã 6 năm rồi. Xem ra câu đố năm đó phải do ta quá giải thôi. Nè, nếu mà xảy ra chuyện lớn cỡ đó thì chúng ta có nên triệu tập vài chuyên gia và mở đại hội nghiên cứu không vậy? Dương Hữu đề xuất ý kiến, nhưng câu trả lời lại là: ta thấy ngươi nên đi đào thi thể thì tốt hơn. Ngươi tưởng ta không muốn sao? Trong lúc bọn họ đang giải thích chuyện thiếu thốn dân thủ trong giới săn quỷ cho Dương Hữu biết, thì trong biệt thự Ninh Gia bỗng có một vị khách bất ngờ. Đoàn Phi, xảy ra chuyện gì vậy? Ai đã làm ngươi bị thương như vậy? Ninh Thiên Đức nhìn đứa con đuôi trước mắt mình. Lúc hắn rời khỏi Tô Châu, Ninh Thiên Đức hoàn toàn không nghĩ đến bộ dạng khi hắn trở về. Ninh gia chủ, lão phu đã đưa người tới. Thứ lỗi cho ta có việc trên người nên không tiện ở lâu, xin cáo từ. Nói xong, Dư An liền xoay người bỏ đi. Dư tiền bối, xin dừng bước. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dư An thở dài một hơi. Hay, đợi hắn tỉnh lại rồi á, người cứ hỏi thì sẽ biết. Đi được vài bước, hình như Dư An nghĩ ra điều gì nên nhịn không được mà quay đầu nói. Bất luận hắn nói cái gì, xin gia chủ hãy vì tình phụ tử nhiều năm mà hạ thủ lưu tình. Trong lúc này, một người khác cũng biết tai nạn sắp đến. Khương Nho mở to đôi mắt, hình ảnh trong mộng vẫn rõ ràng trước mắt. Kể từ khi trở về sau cuộc thi đánh giá linh mới, hắn bắt đầu gặp một cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Xong, hắn không còn nhìn thấy chính mình nữa, chính mình của tương lai. Khương Nho hiểu rằng chuyện này có nghĩa là đã đến lúc mình phải chịu trách nhiệm về một sứ mệnh nào đó. Hắn nhất định phải tự dựa vào sức mạnh hiện có để trở thành nhà tiên tri. Ngày 17 tháng 2, quyết mạc tế thiên, bỉ diệt động tuyệt, dạng quỷ xuất quyên. Khương Nho viết đoạn này lên một tờ giấy, bỏ vào phong thư. Hắn không hề dán tem, viết mỗi địa chỉ của người gửi, rồi xuống lầu và bỏ vào thùng thư. Làm xong mấy chuyện này, hắn dọn dẹp một số thứ rồi đi khỏi nhà. Không ai biết hắn đi đâu, kể cả bạn gái và người nhà. Xong, hình như có người hứng thú với hướng đi của hắn. Tối hôm đó, hai bóng người xuất hiện trong phòng hắn. Hắn đã đi rồi. Người đàn ông đang nói chuyện như bị mắc xương cá trong cổ họng. Cái giọng này hễ phát ra là khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Xem ra tổng đường chủ nói không có sai. Khương Nho chính là người đó. Nếu mà hắn có thể đoán trước được tương lai thì chẳng phải chúng ta vĩnh viễn không thể bắt hắn sao? Người giống cái tên ngốc ở đệ ngũ đường hả? Phải biết rằng hòa thượng có thể chạy, nhưng mà biếu thì không. Hắn có thể mang bạn bè và người nhà đi theo mình sao? Chú vậy đường chủ, vì tổng đường chủ xem trọng tên ngốc hơn ngươi nên ngươi không phục chứ gì. Tên này khi cười lại càng khó nghe. Thủ đoạn hèn hạ như vậy hình như sẽ làm người ta khinh thường đó. Tuy hắn nói khá xuôi tai, lại nhấn mạnh hai chữ hèn hạ, nhưng mà giọng cười của hắn lại điển hình cho phe phản diện. Cũng không biết tại làm sao hắn phải cười bị ổi đến như vậy. Họ Thẩm kia, ngươi còn giả bộ làm người tốt với ta nữa. Cũng giống tiện dân Hồng Vũ, không dám dùng mặt mũi thật để gặp người khác. Ngươi là đường chủ đệ tứ đường, nhưng lai lịch bất minh. Ai mà biết được ngươi có phải nằm vùng do thế lực khác phái tới hay không? Mà chính ngươi lại nói chuyện vì tên ngốc kia. Chẳng lẽ các ngươi là một phe sau? Quả thật ngươi rất giỏi trong việc dội phân vào người khác đó. Vậy chi bằng ta cứ việc làm như lời ngươi nói, Nhị đường chủ đại nhân. Nói xong, hắn rời khỏi phòng. Chú nhị đường chủ hừ lạnh một tiếng, sau đó dùng tay đi vào trong bóng tối. Terry, tên đầy đủ là Terry O'Malley, 29 tuổi, là người phụ trách khu vực châu Á của công ty Global Offer. Với tư cách là thành viên của một công ty trứ danh toàn cầu, việc Global Offer, việc hắn chưa tới 30 tuổi đã leo lên vị trí như bây giờ, quả là trước đây không ai làm được, sau này cũng khó có người làm được. Cha của Terry chỉ là công dân giặt tẩy tầm thường. Hai người anh của hắn là người đưa thư và tài xế xe vận tải. Terry là dị loại trong gia tộc. Từ nhỏ, hắn đã biểu hiện một thứ đồ vật khác biệt trong gia đình. Đó chính là trí tuệ hơn người. Không ai từng hoài nghi chuyện hắn sẽ là người duy nhất trong nhà vào đại học. Người nhà của hắn, thậm chí hàng xóm đều hãnh diện vì người thiên tài như hắn. Mọi lời nói đều cho hắn biết khi lớn lên hắn sẽ là một bác sĩ, hoặc một luật sư hay là thầy giáo nào đó. Nói tóm lại, trong mắt người nước ngoài thì xưng hô doctor, tức là tiến sĩ hay bác sĩ, là một biểu tượng cho thân phận. Nhưng không ai nghĩ Terry sẽ không lấy được học vị gì. Khi đại học Yale chìa cành ô liu cho hắn, hắn đã chọn bỏ qua. Đây chính là lựa chọn bước ngoặt trong đời người. Nhưng mà sự lựa chọn này không phải của bản thân hắn, mà là đơn giản vì hai chữ nghèo khó. Tình cảnh năm đó cho đến bây giờ vẫn rõ ràng trước mắt của Terry. Mẹ hắn bị bệnh nặng, gia đình không dư giả, lập tức bị kéo xuống. Nhiều lúc nước Mỹ không hề tình người như trong phim. Bệnh viện nước Mỹ cũng giống phần lớn bệnh viện khác trên thế giới. Nếu bạn không có tiền thì có chết cũng không cứu. Thế là giấc mộng đại học của Terry tan vỡ. Hắn ở nhà chăm sóc người mẹ bị các bệnh viện từ chối. Mọi thứ trong nhà đều bị bán để mua những thứ thuốc men đắt giá. Song tác dụng của những thứ thuốc này chỉ vừa đủ để giảm đau cho mẹ hắn. Cuối cùng sau 4 tháng, mẹ của Terry vĩnh viễn rời khỏi hắn. Cha hắn và hai người anh phải mất cả năm trời mới hồi phục tinh thần. Nhưng Terry lại khác. Hắn tự giam mình trong phòng suốt 3 ngày 3 đêm, không nói một lời nào. Đến ngày thứ tư thì hắn bỏ nhà ra đi. Khi ra đi, trong mắt hắn mang theo đau thương, phẫn nộ và không cam lòng. Nhưng hắn không hề mê man, bởi vì hắn biết mình nên làm gì. Năm đó, hắn mới 18 tuổi, nhưng đã hiểu ra một phép tắc của thế giới này, rằng chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lựa chọn. Terry của ngày hôm nay đã ra đời theo cách đó. Hắn không chỉ là tổng giám đốc trẻ tuổi nhất của Global Offer, hắn còn là một doanh nhân lưu manh không hơn không kém, với tính điều là không từ thủ đoạn. Hắn lợi dụng tiền bạc, phụ nữ và rượu mạnh như một thứ vũ khí đơn giản mà hiệu quả để càn quét đối thủ trước mắt. Khi chỉ còn cách địa vị hôm nay một bước chân, hắn lại phát hiện một thứ vũ khí khác còn mạnh mẽ hơn. Đó chính là súng ống, là sức mạnh quân đội. Một lần nữa, Terry đã bước một bước đi quan trọng trong cuộc đời. Hắn từ một thương nhân chỉ quen sử dụng thủ đoạn bị ổi để biến thành một gã tội phạm từ đầu tới đuôi. Hắn gia nhập mafia. Tài trí và sự thông minh của hắn có chỗ để phát huy trong lĩnh vực này. Chỉ cần một thời gian ngắn, hắn xưng huynh gọi đệ với những dân chật đầu đảo trong tổ chức. Theo cách làm của người Trung Quốc, tốt nhất là bọn họ nên tìm rừng đào, đốt 3 cây nhang, là giết thêm con gà, kiếm vài ly rượu và nói vài câu sáo trỏng. Bấy nhiêu là đủ. Thực ra, loại đoàn đội lớn thế này, lúc không quản chế thì họ sẽ hoành hành không kiêng kỵ. Đến lúc cảnh sát càn quét thì trở thành quân đông mà thế yếu. Sau đó bị dây bắt theo kiểu tung lưới bắt gọn. Bây giờ, từ các ông trùm bên trên cho tới con tôm con tép ở dưới đều cùng nhau đóng bộ phim Vượt Ngục phần 5. Vậy thì chẳng phải ứng với câu thề có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia hay sao? Nếu như ngươi làm chuyện số càng tạo tráo máng hơn một chút, không chừng còn ứng luôn câu chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nữa chứ. Tóm lại, Terry đã lên thuyền địch và chìm sâu trong bùn lầy. Có điều hắn vẫn rất đắc ý. Hắn mặc hàng hiệu, dùng bút nổi tiếng, đồng hồ xịn, một sợi dây thắt lưng của hắn còn mắc hơn cả một chiếc xe. Đó là những gì hắn muốn. Năm đó hắn bỏ nhà ra đi chỉ để có được những thứ này. Chỉ có điều hắn đã bỏ ra một thứ để trao đổi. Thứ đó gọi là lương tri. Mà hôm nay, trong khách sạn tại Tô Châu, hắn dùng một bản tình báo thương nghiệp giả để bán cho một người châu Úc. Hắn rất có lòng tin đối với bộ tài liệu mà hắn tự mình sắp đặt này. Đợi đến khi đối phương phát hiện thì chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Chứ chẳng lẽ gặp cảnh sát mà nói rằng ta có ý đồ đánh cắp tình báo thương nghiệp của người khác, kết quả ta đã bị lừa hay sao? Đang lúc Terry ngồi trong phòng hút xì cà chờ đối phương tới, có người không gõ mà đã bước vào. Terry lập tức thò tay vào trong ngực. Ở đó có một con dao găm hắn dùng để phòng thân. Đi vào là hai người châu Á, trong đó một người ôm một đống công cụ đào bới, trông như người hầu. Một người khác thì trên mặt viết hai chữ khó chịu. Các người là ai? Muốn làm gì? Terry vừa nói vừa đứng lên, lưỡi dao trong ngực lập tức sẵn sàng. Hắn đã từng gặp qua sóng gió trong giang hồ, cho nên đối phương có đột ngột rút súng trong cự ly ngắn thì hắn vẫn đủ tự tin mà toàn mạng trở ra. Bọn ta là thợ điện. Mạng điện ở trong phòng ngươi bị chuột cắn đứt rồi, nên phải đào tường để sửa. Năng lực bịa chuyện của Dương Hữu quả là không tệ. Thợ điện à? Ngươi tưởng ta là con nít 3 tuổi sao? Nói, là ai phái các ngươi tới đây? Với tư cách là tổng giám đốc khu châu Á của Global Offer, Terry gần như là một nửa người Trung Quốc. Hắn nói tiếng Trung khá tốt, giọng điệu nói chuyện cũng biểu hiện được sự coi thường, địch ý và uy hiếp. Những thứ đó đủ để chọc giận Dương Hữu, vốn đã không ngủ một đêm và chịu không ít ấm ức. Người tin hay không thì tùy. Dù sao ta phải đào tường rồi, mà tránh ra đi. Thấy đối phương cầm lấy xẻng sắt đến gần, Terry liền nổi nóng và móc dao đâm vào người Dương Hữu. Sau này nhớ lại, hắn cảm thấy lúc đó mình quá ngu ngốc. Chỉ bằng thân thủ ấy thì cứ như lưu manh chủ động gây sự với Lý Tiểu Long vậy. Dương Hữu liền phản ứng lại bằng cách chụp cổ tay Terry. Terry thất kinh, hắn không ngờ mình đã ra đòn theo chân ngôn, nhanh, chuẩn, độc mà vẫn để người ta chụp được. Dạ, lại còn mang theo dụng cụ cắt gọt bị cấm nữa chứ. Dương Hữu vừa nói vừa dùng sức xoay tay. Terry đau đến hét to lên, lập tức xoay lưng quỳ xuống đất. Không, dừng lại, ta sắp gãy rồi. Muốn tiền ta có thể cho ngươi, có gì từ từ đói. Bây giờ ngươi biết sợ rồi hả? Đừng có tưởng bên hông dắt con chuột chết mà giả mạo người đi săn nghe chưa? Trước mặt ông đây mà giả xã hội đen hả? Ngươi chỉ là trẻ con thôi. Xin thả ta ra đi. Tay của ta đầu chết đi được, sắp gãy rồi. Dương Hữu thấy vậy liền buông lỏng tay. Terry ngã giật xuống sofa. Xoa bóp cánh tay vài lần, Terry bắt đầu bình tĩnh hơn. Hắn phân tích rằng vị này chắc chắn biết công phu trong truyền thuyết. Nó không chừng còn có thể là loại người dùng miệng bắt viên đạn đấy chứ. Kiểu này không thể dùng sức chống địch, chỉ có thể dùng trí rồi. Không, tìm cơ hội chuồn đi mới là thượng sách. Không biết hai vị tới là để... Terry dò hỏi. Dương Hữu nhìn hắn bằng ánh mắt xem thường. Người bị lẫn hả? Không phải ta đã nói rồi sao? Ta đào tường để sửa dây điện. Nói xong, hắn không quan tâm Terry ngẩn người như gà mổ, mà trực tiếp cầm sắt xẻng để đào. William tự giác đóng cửa. Lúc này hắn cảm thấy mình đã trở thành đồng lõa của một tội ác nào đó, cho nên theo bản năng muốn che giấu chứng cớ. Terry ngẩn ngơ nhìn đối phương gần một chút, trong lòng nói, không phải chứ, một gã thợ điện cũng có võ công cỡ này, vậy xã hội đen ở đây chắc phải là siêu nhân rồi. Thở gấp vài hơi, hắn thản nhiên đi đến trước cửa. Dương Hữu đang bận chuyện trong tay, nhưng vẫn đưa câu hỏi mà không cần ngoảnh lại. Nè, người đi đâu vậy? Terry không dám bước thêm nửa bước. Ta đi vệ sinh. Đi vệ sinh à? Ngươi tưởng ta là con nít chưa 3 tuổi hả? Trước khi ông đây xong việc, ngươi phải nhịn cho ta. Dương Hữu làm việc đào bới với khí thế ngất trời. William canh gác ở cửa ra vào, còn Terry thì quan sát tình hình cùng với tâm trạng phập phồng không yên. Chuyện ngoài ý muốn nhanh chóng xảy ra. Terry trừng mắt nhìn Dương Hữu, lấy một thứ ra khỏi vách tường. Đó là một cánh tay trái. Bên ngoài cánh tay hoàn toàn bị vôi bao phủ, trông như là một khối tượng băng. Trải qua nhiều năm, cánh tay đầy vôi đã không có phần thịt mà chỉ còn phần xương. Dương Hữu vừa dứt cánh tay vào bao tải đã chuẩn bị sẵn. Xong, lớp vôi không dày bọc bên ngoài cánh tay vừa chạm đất đã bị dở ra. Mùi vị khó chịu ập vào mũi. Thịt thối, xen lẫn máu mủ trong cánh tay cứ thế mà tràn ra. Terry đã từng thấy qua người chết, nhưng mà trường hợp như trước mắt thì mới là lần đầu tiên. Lại nói, lúc trước, hắn cũng chưa từng thấy xác chết nào dễ gây buồn nôn cỡ này. Thế là hắn lập tức mửa một đống. William đứng ở cửa thì có ý thức công cộng hơn, nên hắn vào nhà vệ sinh để ói. À, đại khái đây là quán khí quá nặng, nên chết rồi mà thi thể không bị mục nát. Dương Hữu thầm phân tích, lần này quả thật hắn đã đoán đúng. Người rốt cuộc ngôi là ai ấy? Terry che miệng bằng một chiếc khăn tay, sau đó lui vào góc phòng. Căn cứ vào phán đoán của hắn, người trước mắt có lẽ là một kẻ giết người biến thái đang trở về hiện trường để xử lý thi thể. Người có bệnh hả? Một vấn đề, hỏi tới 3 lần. Không phải ta nói rồi sao? Ta là thợ điện. Thợ điện. Với lại cái kiểu đào vách tường, tìm thi thể vẫn thường xảy ra mà. Có gì ngạc nhiên đâu. Hay, sự ngụy biện vô sĩ của Dương Hữu rất hữu hiệu, bởi vì đối phương không còn lời nào để đáp. Dương Hữu buộc chặt bao tải, sai William dắt công cụ chuẩn bị rời khỏi. Đến lúc ra cửa, còn ngoảnh lại nói với Terry. Mong rằng người không nói lung tung. Terry quả quyết gật đầu. Chắc chắn hắn sẽ không nói bậy, bởi vì hắn dự định sẽ thu dọn hành lý và tính tiền ngay khi mà hai cái gã ôn thần này bỏ đi. Nơi này quá là đáng sợ. Dương Hữu định bỏ đi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trùng rẫy một cách khó hiểu. Hắn ngoảnh lại nhìn Terry lần nữa. Cảm giác này lại càng rõ ràng hơn. Thế là Dương Hữu quay lại phòng. Trái tim Terry vừa mới buông lỏng lại bị siết chặt. Người muốn làm gì nữa? Chuyện này thật thú vị đó. Hình như ta đã thấy thứ gì đó rồi. Dương Hữu vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Terry. Terry thấy Dương Hữu hiếp mắt thì lập tức lùi về phía sau theo bản năng. Không lẽ cái tên sát nhân này nó đam mê cái đó? Đương nhiên Dương Hữu không đam mê thứ đó rồi. Hắn lại vung về cái túi. Người sắp chết rồi. Ta đã thấy tự tướng của người rồi đó. Không còn nghi ngờ gì nữa. Câu nói này quả là một quả bom. Nó khiến Terry cảm thấy vừa rơi xuống hầm băng. Ta hiểu rồi. Người muốn tiền phải không? Ta có thể cho ngươi. Người nói giá đi. Trời ơi, ngươi không hiểu ta nói hả? Dương Hữu ngắt lời. Ta nói ngươi sắp chết, chứ không phải ta muốn đòi tiền ngươi. Xong rồi. Lần này xong rồi. Kẻ giết người biến thái không cần tiền mà chỉ muốn giết người thôi. Xem ra hôm nay chết chắc rồi. Dường như Terry đã tuyệt vọng. Ai, mặc dù ngươi không tốt lành gì, nhưng mà ta có nghĩa vụ phải cứu ngươi. Thôi, đi theo ta đi. Terry không hiểu ý hắn, nhưng mà hắn đã nói đi thì mình cứ đi. Không chừng lúc ra khỏi phòng sẽ có cơ hội bỏ chạy. Có điều Dương Hữu không cho hắn cơ hội này mà trực tiếp cho giật chỏ đánh ngất hắn. Dắt lên vai, tay kia thì nắm cái túi chứa xác, sau đó hấp tấp ra khỏi phòng. Âm dương giới, thành Giàn Cốt. Tầng cao nhất của phù đồ ở tầng 32. Trên mặt của Ngô Du không thể thấy chút cảm tình nào. Đã chứng thực mộng ma câu kết chỉ thiền tiếu cùng luận số 5. Huyễn quỷ Cao Tấn, ý đồ mưu phản. May mà thực lực cả hai không đủ, nên cuối cùng bị người săn quỷ giết chết. Lẽ ra, ta muốn cho mộng ma một cơ hội để lấy công chuộc tội. Ai ngờ hắn vẫn chấp mê bất ngộ. Quá thực, chết cũng hết tội mà. Khuôn mặt Lãng Nghĩa ẩn trong bóng tối, hai mắt nhắm chặt, giọng nói lạnh lùng. Ta biết rồi, người đi đi. Tuân mệnh. Ngô Du xoay người một cách đắc ý, nụ cười lành xuất hiện trên khóe miệng. Ông bạn già của ta, ngươi cứ yên tâm đi. Rồi sẽ có một ngày, ta cầm thủ cấp của tên cẩu tặc Ngô Du đến gặp ngươi. Lãng Nghĩa âm thầm hạ quyết tâm. Quỷ binh canh gác bỗng bước vào. Bẩm tướng quân, Thì tướng quân và Tào tướng quân cầu kiến. Cho bọn họ vào. Vâng. Tướng Bạch Hổ, Thì Hổ và tướng quyền chủ Tào Mộng cùng đi vào. Bọn họ ra lệnh cho tên quỷ binh đi xa. Sau khi xác nhận xung quanh không có người, Thì Hổ mở miệng. Chắc đại ca đã biết chuyện liên quan tới mộng ma. Lãng Nghĩa lại khôi phục sự bình tĩnh vốn có của bậc bề trên. Đã có kết luận thì không cần nhiều lời. Thì Hổ và Tào Mộng nhìn nhau than thở. Thì Hổ tiếp tục nói. Nếu đã như vậy thì chúng ta hãy nói chuyện khác. Có lời đồn rằng Mặt Lĩnh đang thực hiện kế hoạch phát động triệu ma trận đó. Lãng Nghĩa mở to mắt. Người chắc rằng đó là triệu ma trận chứ? Giọng nói Tào Mộng trầm xuống, hắn tiếp lời. Mấy năm nay, Mặt Lĩnh nghiên cứu virus tâm, quá ra không phải dùng làm vũ khí, như chúng ta vẫn suy đoán, mà chỉ là một mắt xích trong đại kế của bọn chúng. Mọi chuyện họ làm, tất cả đều là vì chuẩn bị cho triệu ma trận. Tay nằm dùng của Tả Mặt Lĩnh thân phận không cao, vì vậy mãi đến gần đây mới tiếp xúc những thông tin quan trọng này. Mà việc Mặt Lĩnh nghiên cứu điều chế virus là vì điều kiện hà khắc 10 dạng vật hiến tế. Những điều kiện khác thì trên cơ bản đã chuẩn bị đủ. Lãng Nghĩa suy nghĩ cẩn thận, rồi nói. Không, Trương Giác vào cuối thời Hán, trong lúc binh bại, cũng từng nghĩ sẽ dùng triệu ma trận để giảng hồi thế cục. Pháp lực hắn vô cùng cao cường, lại được Thái Bình yếu thuật phụ tá, nhưng mà vẫn không thành công. Chỉ vì trong số các điều kiện hà khắc, còn một điều kiện gần như không thể thực hiện. Tào Mộng nói, ý của đại ca là điều kiện khiến dạng ma thần phục sao? Lãng Nghĩa gật đầu thay cho sự khẳng định. Tào Mộng liền nói, mặc dù Trung Thanh Dương của Mặt Lĩnh linh thức đạt đến đăng phong tạo cực, nhưng vẫn không bằng hai gã quái vật Tinh Long và Phụng Tiên. Cho nên hắn không thể có khí phách khiến dạng ma cúi đầu được. Nhưng mà trên đời hiện vẫn còn một người một quỷ chắc chắn thỏa mãn điều kiện này. Thần tình Lãng Nghĩa đột ngột thay đổi. Quỷ là quỷ dương, còn người là... Tào Mộng liền đưa ra đáp án. Hắn chính là người săn quỷ đã giết mộng ma, quỷ cốc tử Dương Hữu. Trong một diễn biến khác. Người tỉnh rồi sao? Hãy nói cho ta biết, hỡi Terry tiên sinh của Global Offer, rốt cuộc ngươi đã làm gì mà có người lại muốn giết ngươi vậy? Terry vừa mới tỉnh lại thì thấy một người đàn ông có vẻ ngoài lười biếng đang hút thuốc ngồi trên sofa. Hắn lắc lư cái đầu đau như muốn nứt ra và hỏi ngược lại. Ngươi là ai vậy? Ngươi cùng một bọn với kẻ giết người biến thái hả? Các ngươi muốn làm gì? Thông qua phân tích và suy đoán từ những đồ đạc tùy thân, Miêu Gia đã đoán ra những thủ đoạn của người này. Thế là hắn không nhiều lời nữa, một lưỡi dao giải phẫu lập tức xuất hiện trên kẽ ngón tay phải và lập tức kề trên cổ Terry. Ta đây là Wolverine Logan. Người vừa rồi bắt ngươi về chính là kẻ ăn thịt người Hannibal. Bọn ta muốn làm cái gì thì ngươi không cần biết, mà lựa chọn duy nhất của ngươi là trả lời câu hỏi của ta đi. Terry nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh chảy dài trên hai gò má. Hắn biết người trước mắt nói không sai, kẻ mạnh mới có quyền chọn, và lựa chọn duy nhất của hắn trong lúc này chính là hợp tác với bọn họ. Ta nghĩ là có người muốn cướp văn kiện thương mại trong tay ta. Ý người là cái đống rác rưởi người mang theo trên người đó hả? Terry nghĩ Miêu Gia không biết giá trị của văn kiện nên giả vờ bình tĩnh giải thích. Có được nội dung trong này thì có thể dự đoán được giá cổ phiếu của một vài công ty khổng lồ trên toàn cầu. Quả thật, nó rất có giá trị. Miêu Gia trở lại sofa, đốt thêm một điếu nữa. Terry tiên sinh, nói thật chứ thủ pháp giả mạo văn kiện thương mại của người rất vụng về. Kỹ năng lừa gạt càng vụng về hơn. Điểm duy nhất ta bội phục ngươi chính là sự can đảm. Ngươi có thể hiểu lầm ta là một kẻ giết người biến thái và vô tri, sau đó giải thích giá trị của văn kiện này. Cũng có thể ngây thơ đến mức cho rằng ta sẽ bị ngươi thuyết phục và dời sức chú ý đến thứ văn kiện không đáng một xu đó. Rồi đây, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Có phải ngươi muốn như vậy hay không? Hắn nói thế đây, trong lòng Terry đã kinh ngạc vô cùng. Mọi suy nghĩ của hắn đều bị người này nói toạc ra. Miêu Gia dừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng mà ngươi lại còn giải thích cho thứ đồ vật mà ta nhận định là rác rưởi nữa chứ. Ngươi quả là gan to bằng trời. Nếu ta ham giết người thì rất có thể sẽ đâm chết ngươi chỉ vì cái sự vô tri của ngươi đó. Hắn liền trích một hơi thuốc lá. Cho nên nói ngươi không thông minh cho lắm. Ít nhất thì với trí tuệ của ngươi mà dám dở trò trước mặt ta thì còn lâu mới đủ. Bây giờ mời ngươi thành khẩn trả lời tất cả vấn đề ta cảm thấy hứng thú, miễn phải nhận đau khổ trên thân xác khi mà ta mất kiểm soát. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Terry bị người ta dạy dỗ kiểu này. Lại nói chưa bao giờ có người nói hắn không đủ thông minh. Nhưng kẻ giết người biến thái có tuổi tác tương đương ở trước mắt lại nói đến mức khiến hắn tâm phục khẩu phục. Terry không thể không thừa nhận rằng mình đã thua. Trước mặt người này, hắn chỉ có thể tồn tại ở thế yếu. Khiến người khác thần phục từ đáy lòng tác dụng hơn nhiều so với quyền cước. Thế là Terry thẳng thắn khai báo mọi thứ. Đến việc mấy ông trùm mafia mỗi ngày ngủ với mấy bà vợ cũng kể tuốt. Miêu Gia kể xong, nghĩ ngợi vài giây rồi nói. Năng lực chúa tể của hắn còn có công dụng này. Hắn liền ném cho Terry một điếu thuốc. Thằng nhóc ngươi, tới lúc trước có khả năng đặc biệt. Nếu có người sắp chết xuất hiện trước mặt hắn, thì hắn có thể biết trước. Tình huống của ngươi là gì vậy? Đã nhìn thấy dao giải phẫu của Miêu Gia, Terry cũng không thể không tin. Hắn lập tức hỏi dồn. Vậy thì, quả ra là các người muốn giúp ta hả? Bây giờ, ta còn nguy hiểm không vậy? Miêu Gia dựa nhẹ vào sofa. Căn cứ theo suy đoán của ta, bọn ta không có nghĩa vụ phải giúp người. Bởi vì người muốn giết người không phải là quỷ, mà là người. Thằng nhóc kia thấy được tử tướng của người và mang ngươi về là vì hắn nghĩ tối nay ngươi sẽ bị hồn ma giết hại. Nhưng chuyện lần này có dính dáng đến mấy người muốn giết người đó. Ta thấy thôi thì thuận tiện giúp ngươi một chút cũng được. Nói xong, Terry trối rít cảm ơn. Mặc dù hắn không hiểu mấy cái chuyện thần ma quỷ quái, nhưng mà ít nhất có thể khẳng định đối phương muốn cứu hắn, chứ không phải là hại hắn. Lúc này Dương Hữu và William mở cửa và bước vào. Dương Hữu thuận tay mở cửa nhà vệ sinh. Mùi thối kinh khủng bên trong lập tức tràn ra. Hắn ném bộ phận thi thể cuối cùng của Đàm Hải vào đó, sau đó khóa lại. Đều đây cả rồi. Mẹ kiếp, công việc này không phải dành cho người mà. William muốn nói. Mấy lần sau Dương Hữu vào phòng đều mở cửa rồi đánh ngất người ta. Còn không thì là trong phòng không có người. Nhưng sợ bản thân cũng gặp số mệnh tương tự nên đành nuốt những lời này vào trong bụng. Ta về phòng tắm rửa ngủ nghỉ chút đây. Đợi đến lúc quỷ ra ngoài thì nhớ gọi ta. Bằng không người tự giải quyết cũng được. Nói xong, Dương Hữu lập tức bỏ đi. William cũng đi ra ngoài. Terry nghe mấy chị này nói với nhau thì mới tin chuyện ma quỷ không phải là giả. Thế là hắn vội vàng hỏi. Bộ ai làm cái nghề này cũng đều lợi hại như hắn hả? Miêu Gia cười khinh biệt. Hắn hả? Vẫn còn kém lắm. Các bạn thân mến, Muốn biết diễn biến tiếp theo của chuyện thế nào, Hoài Quang sẽ kể cho các bạn nghe về một đêm cần giấc nhé. Chúc các bạn ngủ ngon và mơ toàn quý dữ.